Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Phím Thời Trang. Mình là Trí Minh Lệ. Phím Thời Trang là nơi mình sẽ gặp gỡ những người thiết kế thời trang, đang làm trong công việc thời trang, đang tạo những nội dung thời trang để cho chúng ta có những cái nhìn đa chiều hơn về bản thân họ cũng như những cái mặt khác nhau của cái ngành công nghiệp tỷ đô này. Thì mọi người đều biết đây là thời đại 4.0, thời đại xuất hiện của thời đại của Internet, của Digital, của những platform về social như là Facebook, Instagram và đặc biệt là TikTok. Tiktok là một cái nền tảng uh, với những cái nội dung được sản xuất rất là nhanh và gọi mang tới cho chúng ta những cái cảm giác như là một món ăn liền vậy. Ăn liền thì nó tiếp cận được nhiều người hơn, được uh, đón nhận và công nhận bởi nhiều uh, người trong cái xã hội này hơn. Thì những người sáng tạo nội dung thời trang trên các nền tảng mạng xã hội cũng có cái cơ hội để tiếp cận được người xem khổng lồ như thế. Và đó là cái động cơ để thúc đẩy những nhà sáng tạo nội dung trẻ tiếp cận thời trang và nó là một cái mạng mà được nhiều người quan tâm nhất trong thời buổi hiện tại không chỉ ở việt nam mà là ở toàn cầu thì postcard này uh, mong muốn mang tới được cho mọi người những cái định nghĩa mới những cái định nghĩa mà về một fashion content creator đúng nghĩa là như thế nào và những cái thực trạng hiện tại đang diễn ra tại việt nam về fashion content creator về bản thân mình bản chất mình cũng là một người sáng tạo nội dung liên quan tới thời trang nên rõ ràng rằng là phím thời trang này cũng phải nói chuyện với một fashion content creator khác để có những cái góc nhìn đa chiều hơn và xin giới thiệu với mọi người kiên phạm. Xin chào, mình là kiên, mình được biết tên với cái tên là kiên phạm ở trên youtube và trên instagram. Mình làm mình cũng giống như là anh Chí Minh lê làm nội dung về thời trang và làm nội dung về lifestyle chia sẻ một chút như cuộc sống của mình. Thì uh, để mà hiểu hơn về kiên phạm thì uh, chắc là anh biết kiên từ youtube ở uh, youtube uh, có thể gọi là youtube fashion content creator và trong một cái cuộc thi gần đây của một uh, bên tổ chức cũng có uy tín tại cộng đồng thời trang việt nam thì em được list trong cái danh sách đề cử the next fashion influencer nó cũng đúng với cái chủ đề hôm nay mà phím thời trang anh em mình nói chuyện thì anh hoạt động trong cái uh, cộng đồng thời trang này cũng đủ lâu và thấy rất là nhiều người đến nhiều người đi thì bản thân anh cảm thấy em là một trong những người làm nội dung thời trang gọi là chỉnh chu nhất tại thời điểm hiện tại uh, em có một cái sự gần gũi nhất định cũng như định hướng được người xem theo không phải là áp đặt nhé mà là cho họ những cái kiến thức rộng lớn hơn thì có thể nói anh nghĩ kiên là một trong những người có tiềm năng lớn nhất để trở thành một người sáng tạo nội dung về thời trang và có ảnh hưởng nhất định trong cái cộng đồng. Thì quay trở lại cái chủ đề của chúng ta, thì thế nào là fashion content creator và fashion influencer? Thì anh xin hỏi một số câu cá nhân trước đó là em tiếp xúc và bắt đầu tình yêu với thời trang như thế nào? Thực ra là tình yêu thời trang với em là bắt đầu từ đồng hồ khi mà em uh, tìm hiểu về đồng hồ và bắt đầu xem những cái mẫu đồng hồ cao cấp hơn thì đột nhiên có một cái sự hơi lấn cấn của em đấy chính là những cái đồng hồ rất là đắt tiền rất là design nó rất là kinh khủng như kiểu là richard Mille như kiểu là những cái high end hơn của uvlo thì em mới cảm thấy nó rất là bị cấn ở chỗ là tại sao mọi người chỉ có mặc vest chỉ có mặc những cái bộ đồ nhất định để mà mặc để mà phối cùng với những chiếc đồng hồ như thế mà trong khi đó những uh, celebrity lớn hơn ví dụ như là Rafael rồi ví dụ như là kể đến như là Justin Bieber thì họ có những cách phối rất là thời trang hơn và nó hợp với cái tinh thần của cái đồng hồ hơn thì lúc đấy em mới tìm hiểu nhiều hơn về thời trang và từ lúc đấy thì em mới bén duyên với thời trang và nhận thấy là đây là cái cái điều mà mình muốn tìm hiểu đến nhiều hơn và đây là cái cuộc sống của mình. Vậy thì bản chất là cũng giống anh, anh thì bắt đầu là từ sneaker. Anh bắt đầu đi những cái đôi giày mà gọi là starter pack Những cái đôi giày mà dành cho dân chơi giày đầu tiên Nhưng mà kể cả anh thấy nha Sự xuất hiện của đồng hồ và của giày Ở trong một cái tổng thể outfit Nó chỉ chiếm từ 10 đến 15% Trong cái ánh nhìn của người khác và chúng ta Thế nên rằng anh bắt đầu tò mò rằng là ừ, Với cái đôi giày này mình nên mặc cái gì Cũng tương tự rằng là với cái đồng hồ này mình nên phối đồ như thế nào Ờ, nhưng lại quay trở lại câu chuyện là khi anh research, khi anh tìm hiểu về cách phối đồ về vấn những đôi giày đó, anh bắt đầu nghĩ rằng nó chỉ đến thế sao, nó chỉ gói gọn trong những cái phạm trù như thế sao và cũng cách cũng kiểu đấy, anh bắt đầu đi tìm kiếm về thời trang, tìm kiếm về cách ăn mặc như thế nào để cho nó phù hợp. quay trở lại về bản chất, anh em mình cũng giống như nhau thôi. sau khi mà có một cái thời gian làm quen và trải nghiệm thời trang thì lý do gì mà em lại chọn bắt đầu cái nơi mà mình phát triển là youtube tại vì nó có rất là nhiều nền tảng khác nhau tại sao em chọn một cái nền tảng là về video mà không chọn là giống như anh đi anh viết trên uh, facebook hoặc là có nhiều người cũng bắt đầu bằng instagram thì lý do gì em chọn youtube thực ra là em có một niềm đam mê youtube từ rất là lâu rồi từ những cái đợt mà ngày xưa khi PewDiePie mới được đâu đấy tầm khoảng 3 triệu sắp thì em đã luôn luôn muốn là bản thân mình cũng sáng tạo ra những cái video YouTube và để giải trí cho mọi người là từ đấy là cái tình yêu về làm video của em. Sau đấy thêm một thời gian nữa thì em cũng có làm về nhiếp ảnh và làm về video thì em biết đến một huyền thoại là Peter McKinnon. Thì lúc đấy em rất là đam mê cái hình ảnh, và đam mê những cái chất lượng về content thì em cũng đã xác định là bản thân em là sẽ làm video và sẽ làm ở trên nền tảng YouTube. Thì sau khi đấy, khi mà em đã tìm hiểu về thời trang, em đã muốn làm về cái chủ đề này hơn, thì em mới bắt đầu là sử dụng những cái, những cái kiến thức mà mình đã học được, những cái trải nghiệm mình đang có về làm YouTube, làm về video các thứ thì em mới bắt đầu làm YouTube. Chứ không phải là Instagram, bởi vì là Instagram lúc đầu em nhận định là người Việt Nam khá là kén dùng. Bây giờ thì có vẻ là mở rộng hơn rồi, nhưng mà nếu mà bắt đầu từ những năm từ 18, 19 thì Instagram thực ra là em vẫn thấy là hạn chế Việt Nam. Còn Facebook thì cá nhân em cảm thấy thôi thì là một cái nền tảng nó vẫn đang hơi bị quá là mã hòa và nó có nhiều cái sự toxic ở trong đấy. Và khi mà mới bắt đầu làm một cái gì đó thì em vẫn rất là sợ những cái sự đánh giá, vẫn là sợ những cái những cái luồng ý kiến trái chiều. Cho nên là đấy là YouTube là cái nền tảng em chọn và cho đến bây giờ thì em vẫn tiếp tục ăn mò với nó. Thì anh quay trở lại là khi em chọn YouTube với một chàng trai với cái chia sẻ của em lúc nãy là khá là ngây thơ, khá là sợ hãi thì ngay cả bất kỳ một cái nền tảng nào đều có những cái đối thủ cạnh tranh. Giữa một cái rừng bao la các fashion content creator khác, những người làm sáng tạo nội dung thì dù em làm với đam mê, làm với sở thích thì có cái một cái định hướng nào để em có thể khẳng định bản thân mình hoặc là mang những cái nội dung nào đó để người ta biết đó là kiên phạm hay không hoặc là người ta nhìn vào người ta biết à đây là kiên này thì em có cái định hướng của mình như thế nào để là mình có một cái DNA khác biệt không? Thực ra cái định hướng lúc đầu của em thì là cá nhân em nghĩ là nó khác biệt ở Việt Nam nhưng mà nó lại không hề khác biệt trên thế giới là em học theo những cái kênh như là Alex Costa Teaching Man Fashion là làm thế nào để dạy cho một người nam giới cách ăn mặc ra cho nó chỉnh chu thì cá nhân em nghĩ là ở cái thời điểm đấy thì ở Việt Nam mình chưa có một ai làm Trước đấy thì có một idol rất là nổi Đấy chính là anh Benjamin Trần Thì anh Benjamin là chia sẻ về streetwear Chia sẻ về những đam mê của anh ấy Nhưng mà anh ấy không chia sẻ nhiều về kiến thức Anh không chia sẻ nhiều về những cái gọi là sâu xa hơn là tại sao nó lại như vậy Thì cá nhân lúc đầu là em muốn làm theo cái hướng là Để cho mọi người hiểu được là những cái nguyên tắc nó từ đâu mà ra Hay làm thế nào để cho mọi người hiểu được là Tại sao những cái thứ cơ bản như vậy thì chúng ta nên áp dụng thì cho đến bây giờ thì em vẫn đi theo cái cốt lõi đấy chính là em làm nội dung là để chia sẻ về thời trang về kiến thức làm thế nào để giúp mọi người hiểu được ra vấn đề và từ đấy thì mọi người mới vận dụng những cái kiến thức như vậy để tư duy cho bản thân chứ em không hề làm về những cái thời trang sổi thời trang nhanh hay là em không có là cố bắt trend hay em không có cố là để làm sale cho nên là em nghĩ đấy là cái điểm mà nó là unique của em nó là độc có thể nói là độc nhất của em mà mọi người có thể tìm hiểu ra và wow. các bạn ơi tính ra là Kiên cũng coi Benjamin Trần thế nên mình nghĩ là cái cái postcast này nó sẽ kết thúc nhanh thôi là một người anh nhận thấy anh hoạt động đủ lâu để thấy nhiều người làm về nội dung và thời trang tại Việt Nam thì anh cảm thấy em là một người gọi là sinh sau nẻ muộn so với thế hệ trước với những người sáng tạo nội dung trước thì em thấy đó là cái thuận lợi và khó khăn gì cho mình? Em thấy là đầu tiên cái khó khăn đấy chính là một cái bóng rất là lớn. Bởi vì thực ra mà nói là để mà nói về thời trang ở trên YouTube ở Việt Nam mình thì rất là ít người làm. Và có nhiều người đã cố gắng làm nhưng mà cũng đã vì một số lý do cá nhân thì họ cũng đã dừng lại. Và chỉ có một tượng đài là như anh vừa bảo là anh Benjamin Trần. Thì như đấy là một cái áp lực dành cho em để làm thế nào để em vượt qua được khỏi cái móng như vậy Như cái thoạt đầu thì gần như là mọi người đều nói uh, comment vào ở dưới video là Ben con bây uh, giờ rồi ông này Ben này các thứ kiểu thì nó cũng gây áp lực cho em Đấy là một cái khó khăn Nhưng mà cái thuận lợi là em nhận ra là cái Khi mà em học hỏi theo Alex Costa, theo Teaching Man Fashion thì Việt Nam chưa có ai làm cả Và cá nhân của em là lúc đấy em vẫn nghĩ rằng là Mình đang đang một cái hướng đi khác nó không phải là streetwear nữa Nó chỉ đơn thuần là giúp mọi người ăn mặc cho nó gọn gàng hơn, ăn mặc đẹp hơn Hay là với một cái cụm từ mà mọi người hay bảo là men style đấy Làm thế nào mà để theo đuổi men style chứ không phải là street style nữa Thì đấy cũng là một cái em nghĩ là lợi thế của em Là em tuy là sinh sau đẻ muộn nhưng mà là content về men style Thì là em nghĩ là em là một trong những người đi đọc Cho nên là đấy cũng là một cái gọi là gọi là củng cố tinh thần của em để mà em vẫn tiếp tục đạt về đến bây giờ thì với bản thân anh những cái bóng gọi là những cái bóng nó cũng chỉ là một khái niệm thôi những người ở thế hệ sau uh, với bản thân anh họ đều là những người rất là giỏi và họ nhìn những cái case study những cái ví dụ điển hình ở thế hệ trước để họ xem rằng điều gì nên làm điều gì không nên làm để có thể cho họ một bài học tốt hơn về việc sáng tạo nội dung cũng như làm nội dung về thời trang Nó anh nghĩ đó là một cái thuận lợi rất là lớn so với những cái khó khăn vì bản chất nếu bản thân mình không tạo ra những cái thứ nó gọi là một cái lợi thế về cạnh tranh một cái điểm khác biệt thì dù em có làm đi đâu nữa em vẫn rơi cái bóng đó thôi còn nếu bản thân mình đã có một cái gọi là unique selling point một cái DNA thì dù em có thể trong cái bóng này nhưng mà bằng một cách nào đấy em sẽ tự xây dựng một cái hình ảnh riêng của mình và người xem hiện tại là rất thông minh họ đã trải nghiệm quá đủ về YouTube rồi, họ xem rất là nhiều thứ và bây giờ học cái khi mà người ta ăn một cái món nhiều họ sẽ có càng muốn ăn những thứ ngon hơn, bổ hơn hoặc là nó mang cho họ một cái gì đó nó feeling khác hơn, cảm giác mới hơn thì đó là cái lợi thế. Có thể rằng là sau anh sẽ có một người khác sáng tạo nội dung theo kiểu nó sáng tạo hơn, hoặc kể cả sau em nữa cũng có những cái bạn trẻ họ làm những cái nội dung về men style, về phong cách ăn mặc của nam nó đa dạng hơn nó thú vị hơn thì lúc đó người nó vừa là cái áp lực cho cả anh cho cả em để có thể mang tới những cái thứ nó tốt đẹp hơn những cái thứ nó chất lượng hơn cho người xem và nó cũng là nói chung là nó là áp lực song hành mà cuộc sống không có áp lực thì nó buồn lắm đấy bản thân này bản thân này vậy thì với những cái sản phẩm làm ra anh chia sẻ là từ cái việc mà anh viết về những cái nội dung về thời trang nữa từ những lúc mà anh bắt đầu nó với một niềm đam mê là anh chỉ thích viết thôi, anh không quan tâm rằng là người đọc có like, có share, có comment hoặc cái gì đấy anh không quan tâm, anh chỉ đơn giản là tôi thỏa mãn cái tính viết của tôi, tôi viết về cái thứ mà tôi, tôi cảm thấy thích về nó. Anh chẳng có cái nhu cầu rằng là cái lượng người quan tâm như thế nào. Nhưng khi mà uh, cũng may mắn là được nhiều người công nhận, cũng nhiều bạn yêu thích đọc thì cái niềm vui khi mà có cái cái thứ mình làm ra cái đứa con mình sinh ra được nhiều người đón nhận được nhiều người công nhận nó là một cái niềm vui anh nghĩ là chính đáng thì với trong cái thời buổi hiện tại khi cái từ khóa là từ xu hướng nó không chỉ nằm trong thời trang nó nằm trong cả công nghệ nó nằm trong cả xe hơi nó nằm trong tất cả mọi thứ ngay cả lối sống nó cả nghe nhạc nó cũng là xu hướng nữa thì có bao giờ em bị cuốn vào cái những cái xu hướng trên đại chúng Và nên nhớ rằng Là kể cả Youtube Kể cả Facebook Chúng ta đang chơi trên sân chơi của người khác Có những cái thứ thuật toán Và nói về TikTok đi Thì bây giờ kể cả Youtube nó cũng có short đúng không uh, Instagram và Facebook có real đúng không Đấy Thì đó, đó là xu hướng Nó ép Người sáng tạo nội dung Để mà được Lên Được công nhận nhiều hơn Được xuất hiện Được đề xuất nhiều hơn theo cái nền tảng đó có bao giờ em cảm thấy rằng là mình bị cuốn vào đó và làm sao để em cân bằng được một cái gì đó mà mình đang làm mà vẫn có thể nắm bắt được những cái xu hướng trên thị trường tại vì xu hướng nó là xu hướng mình theo mà một cách hợp lý thì mình phát triển hơn còn mình không theo thì nó một cách nào đó nó ngăn cản cái sự phát triển của mình em có nghĩ như vậy không có thì chính xác ra là trước cả tiktok thì em cũng đã bị cuốn theo cái dòng xu hướng đấy rồi bởi vì khi mà em lập ra là em muốn làm về men style nhưng mà trong khoảng một thời gian khá là dài tầm một năm rưỡi là em chỉ có 70 đến 80 content ở trên kênh của em lại làm về tóc thôi. Bởi vì là trong cái đợt đấy thì lại cái phong trào về tóc nó lại nổ rợ lại thêm một lần nữa. Những cái group về tóc nó rất là nhiều những follower mới rất là xôn bàn về tóc bàn về sáp thì kênh của em cũng bị đẩy sang là thành kiên tóc chứ không phải là kiên nói về thời trang nữa thì đến một thời nhất khi mà đến một cái khoảng thời gian nhất định thì em mới phải níu bản thân lại và khi em hỏi là liệu cái 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 content mình đang làm nó có thực sự là mình có cảm thấy ý nghĩa hay không hay là mình đang chỉ chạy theo là anh ơi review cái sáp này đi anh ơi làm kiểu tóc này đi và mình chỉ làm theo cho đúng nhu cầu của các bạn mà thôi thì em ấy cũng là một cái đánh đổi của em là em đã giảm dần dần những cái content tóc đi và em làm nhiều hơn về thời trang thì cái đấy cũng là em cũng đã chịu đánh đổi là một phần những cái bạn yêu ở cũ là các bạn cũng sẽ rời đi Nhưng mà cá nhân của em nghĩ là đối với một content creator thì họ phải sản xuất ra những cái content nào mà thực sự là họ yêu thích Họ muốn làm về nó thì mình mới có thể duy trì nó được Và đến tiếp theo là về TikTok như anh bảo Thì chính xác là từ năm cuối năm 21 là đã TikTok cũng đã bắt đầu rộ lên rồi và YouTube cũng đã bị đánh một cái đợt là big hit luôn là toàn bộ view toàn bộ những cái lượt tương tác ở trên YouTube là cũng đã bị giảm xuống rất là nhiều thì em cũng cảm thấy rất là bị áp lực và em cũng muốn là chạy theo cái nền tảng TikTok đấy chạy theo reel nhưng mà cá nhân của em nghĩ thì cái thời gian đấy em lại đang tập trung quá là nhiều về về kiến thức thuần thôi cho nên là đến lúc đấy thì em vẫn đang nghĩ một điều là mình cứ cố gắng phủ rộng những cái keyword mà họ muốn tìm kiếm đi Ví dụ như là làm về bì, ví dụ như là làm về áo phông, áo sơ mi Thì có thể là họ chưa tìm bây giờ Nhưng mà có thể một hai năm sau khi mà cái từ khóa họ quan tâm đến, họ đánh ra Họ search ra thì cái video của em nó vẫn ở đấy Thì em tin vào cái điều là cái kiến thức và những cái giá trị mà nó bền vững Thì nó sẽ vẫn giúp được em Nhưng mà song song cùng với đấy thì em vẫn cứ phải nhảy vào tiktok bởi vì nó đã là meta và nó có một cái sức phụ rất là lớn Mình không thể nào chối bỏ được thì thay vì là em lười biếng em chỉ cắt những cái video YouTube của em làm ra thì em cố gắng là em tạo một cái content khác dành cho TikTok để nó phù hợp hơn. Thì cá nhân của em nghĩ là đến hiện tại bây giờ thì em vẫn đang là 80% là YouTube và 20% là TikTok. Nhưng mà để mà nói là nếu mà cái hướng tương lai gần nhất thì em nghĩ là bản thân một người content creator thì vẫn phải thay đổi. Chúng ta phải thay đổi để mà tồn tại được ở trong cái 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 thực tại chứ không thể nào mà mình cứng nhắc mình không thay đổi thì tự mình là bấm nút tự hủy nhanh. đấy cho nên là em sẽ cân bằng hơn là đẩy thêm uh, tiktok nhiều hơn nhưng mà nó sẽ vẫn phải mang ra được một cái chất của kiên phạm khi mà mọi người xem video của em thì em vẫn mong là mọi người đạt được một cái giá trị gì đấy chứ nó không chỉ đơn thuần là tính giải trí và nó đi rất là nhanh. đấy là cái cách mà em muốn làm và chắc chắn là trong năm nay em sẽ thực hiện thì như anh hay chia sẻ với mọi người nếu không có tiktok sẽ có một phần mềm nào khác nếu không có facebook sẽ có một phần mềm nào khác khi mà metaverse hoặc là những cái chờ những cái xu hướng về nft bùng ra thì người ta cũng nghĩ về những cái kiểu như thế thế nên rằng là không có cái này thì nó sẽ có cái khác và anh luôn nhấn mạnh rằng kể cả facebook TikTok hay tất cả mọi thứ nó là sản phẩm của con người và nó phục vụ cho mục đích của con người, nó là công cụ của con người. Thế nên rằng là những người sáng tạo nội dung TikTok là cái người sử dụng cái công cụ đó đúng hay là sai? Nếu mà nó là đúng thì nó sẽ là một cái thứ nó rất là có lợi. Còn nếu nó là một cái thứ sai thì nó sẽ là gây ra nhiều cái lệch lạc, gây ra những cái sự hiểu lầm không đang có. Nó hậu quả rất là lớn. Và một khi một cái thứ nó là tờ giấy trắng Mà nó bị vấy mận Nó bị vấn lem lên Thì sửa nó lại rất là khó Trừ khi mình chỉ có tẩy mà nó rách gần như là gần nét luôn Thế nên rằng là Cái trách nhiệm Mọi người hay hay nói anh rằng đó, Tại sao khi mà anh làm series phiếm thời trang cá nhân đó, Mọi người kêu là Sao um, anh sân si thế Sao anh không kệ người ta đi Sao anh không Không có thể nào có một cái nhìn thoáng hơn nhưng anh nhìn thoáng hơn cái đó nữa rộng hơn cái đó nữa nếu mà cái những cái nội dung của những nhà sáng tạo nội dung thời trang nó mang ra lệch lạc và nó nhân một nhân hai nhân ba nhân một ngàn nhân một triệu dựa theo cái lượt view dựa theo cái cách mà người ta bắt vào keyword người ta bắt vào từ khóa người ta bắt vào xu hướng nó sẽ tiếp cận rất là nhiều người và những cái người đó không phải ai cũng hiểu về thời trang không phải ai cũng có thời gian để tìm hiểu về thời trang sâu như anh em mình với cái niềm đam mê bất nhịp như thế thế nên nó sẽ gây ra một cái sự sai lệch và một cái sự sai lệch rộng lớn nó sẽ làm cái tiêu chuẩn về thời trang của người việt nam bấp bênh quay trở lại câu chuyện rằng là thời trang tại việt nam phát triển rất là nhanh anh phải công nhận một điều đấy nhưng mà chúng ta nhanh quá chúng ta quên mất xây dựng cái nền tảng và một trong những cái trách nhiệm to lớn nhất của anh nghĩ về những người sáng tạo nội dung về thời trang và những người ảnh hưởng về thời trang đó là đắp những cái viên gạch lên cái nền tảng đấy. Khi mà anh làm nội dung về thời trang, em làm nội dung về thời trang, có nghĩa là những người xem của chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta đang làm cái gì, chúng ta đang nói cái gì, hoặc là chúng ta đang gợi mở cái điều gì cho họ. Chúng ta không thể bắt một người có niềm đam mê về độ xe đi coi về thời trang và bắt họ hiểu được Chúng ta không thể bắt một người có niềm đam mê nấu ăn Đi tự dưng đi coi về horticulture Đi coi về streetwear Nhưng nếu chúng ta đề cập rằng là Làm bếp mặc đồ gì cho phù hợp Có chất liệu vải nào phù hợp cho việc làm bếp Hoặc là chúng ta đắt ngược lại rằng là Những đầu bếp có gu ăn mặc thời trang Hoặc là cái cách mà những cái trang phục trong bếp đó, Nó ảnh hưởng tới thời trang như thế nào nó là cách chúng ta matching lại những cái giống như là văn hóa bài cờ những cái chiếc áo da, những cái gọi là từ cái culture nó dẫn đến những cái hình ảnh, những cái nhìn như thế nào để cho mọi người hiểu Vậy thì nó đòi hỏi những nhà sáng tạo nội dung thời trang là người như thế nào? Phải hiểu Phải hiểu Nếu không hiểu thì giống như anh, giống như em Vì sợ Đọc rất là nhiều Vậy thì với em, thế nào là một khái niệm về fashion content creator đúng nghĩa? Và thế nào là fashion influencer? những người ảnh hưởng thời trẻ? Cá nhân em nghĩ thì đầu tiên là em sẽ dịch tiếng Anh ra là fashion, fashion content creator, người sáng tạo nội dung thời trang. Thì thực ra là em thấy cái khái niệm này là một cái khái niệm mở. Vì ai làm về thời trang thì cũng có thể được gọi là content creator. Nhưng mà cá nhân em nghĩ là để mà làm được content creator mà nó mang giá trị tích cực đến xã hội, mà nó đem đến những cái giá trị đúng nghĩa, thì họ sẽ phải có trách nhiệm về những lời nói mà họ nói ra. Họ sẽ phải có trách nhiệm bằng cách là họ phải kiểm chứng thông tin, họ phải kiểm chứng những hành động của họ. Cũng như là fashion influencer, cá nhân em nghĩ thì cái từ influencer nó mạnh hơn từ creator rất là nhiều. Từ creator nó chỉ là tạo ra thôi. Có nghĩa là anh thích thì anh có thể tạo ra nó, nhưng mà influencer cũng nghĩa là anh đã ảnh hưởng đến người khác mà rồi. Thì khi mà anh đã ảnh hưởng đến người khác thì anh cũng phải mang lại một cái trách nhiệm cho bản thân là anh phải ít nhất là những thông tin anh đưa ra là nó phải chính xác Cái thông tin nó có thể dựa vào là khoa học, dựa vào lịch sử Hay là anh tìm kiếm ở đâu Nhưng mà anh phải double check, thậm chí là triple check Để mà có thể truyền tải được cho người xem Truyền tải được cho những cái viewer của bản thân Đấy là cá nhân của em nghĩ là như vậy Để mà nói là cái từ đúng nghĩa Thì em nghĩ là nó không phải là đúng nghĩa đâu Mà là phải là tự bản thân mình có cái trách nhiệm như vậy để mà mình làm ra những cái content sạch, mình làm ra những content mà có thể giúp ích được cho xã hội đó là cái góc nhìn của em. Với góc nhìn của nhiều người tại Việt Nam và đặc biệt với giới trẻ thì những người làm sáng tạo nội dung thời trang chỉ đơn thuần là những người mặc đồ thời trang và quay những clip. Cá nhân em nghĩ thì đấy là một cái tư tưởng sai lệch, chứ không phải là một cái ý hiểu bởi vì họ cứ tưởng là tôi có nhiều follower là tôi thành 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 influencer rồi đấy, là tôi nói gì cũng được đấy, cái câu nói của tôi có trọng lượng đấy. Nhưng mà như uh, Spider-Man ấy bác uh, Mark Ben cũng đã bảo với Spider-Man là power a uh, great power come with great responsibility thì có nghĩa là khi mà chúng ta đã có một cái có một cái sự ảnh hưởng nào đấy rồi thì chúng ta cũng kèm theo đấy là chúng ta cũng sẽ phải cần responsibility là cái là trách nhiệm. Nhưng mà cá nhân em thấy là cái trách nhiệm đối với đại đa phần những các bạn là content creator mới trên TikTok ấy thì cái từ trách nhiệm này nó có vẻ là đang đang bị thiếu cả đang cái vì cái trách nhiệm đó nó nó phụ thuộc vào đâu nếu mà nói một cách nó 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 vĩ mô và nó chính trị ấy, thì chúng ta sinh ra chúng ta có thể chế chúng ta có pháp luật chúng ta có gọi là đạo đức chúng ta có những cái thứ gọi là tiêu chuẩn đạo đức của xã hội nó tạo ra cho trách nhiệm rằng là với người châu á thì uh, bố mẹ phải uh, yêu thương con chăm sóc con con có có trách nhiệm là phải báo yếu phải nuôi phụng dưỡng bố mẹ khi về già nó có những cái thứ mà nó được tạo ra trách nhiệm như thế vậy thì những người sáng tạo nội dung thời trang của họ trách nhiệm hiện tại nằm ở đâu có một cái tiêu chuẩn gì đó để mà gọi là xác định trách nhiệm của một người sáng tạo nội dung thời trang hay không có một cái hình phạt nào cho họ nếu mà họ làm những cái nội dung sai bản thân anh bản thân anh thì anh không phải khi anh làm nội dung về thời trang viết những cái bài viết hoặc là nói những cái quan điểm cá nhân của mình và tất nhiên cái quan điểm cá nhân nó không bao giờ đúng hoàn toàn. Anh luôn nói với người đọc và người xem của anh rằng là, là đừng bao giờ tin người khác tuyệt đối, đừng bao giờ tin truyền thông tuyệt đối. Cái mà chúng ta tạo ra kể cả của em cả của anh nó chỉ là một góc nhìn thôi. Đúng rồi. Nó có thể cho ví dụ bây giờ một cái uh, ví dụ bây giờ, đây cái điện thoại này nhìn từ hướng từ cam con đây thì nó là cái uh, dĩ nhật nhưng mà tình góc này thì nó là hình rẻ thì nó rất là đa chiều thế nên, nên rằng là cái trách nhiệm nó đến từ bản thân <laughs> chính, xác. chính xác nhưng mà hiện tại ở Việt Nam thì em nghĩ là cũng có nhiều cái bộ luật nó cũng thay đổi để mà kiểm soát cái việc xa tạo nội dung không chỉ thời control nhé mà nó có rất là nhiều thì đây cũng là một cái tiêu chuẩn bắt đầu có để mà những người sáng tạo nội dung họ quan tâm hơn về cái và thứ họ đang nói Chứ không phải bây giờ em nghĩ cậu Làm sáng tạo nội dung thời trang tại Việt Nam Nhưng có những cái việc affiliate hoặc là những cái đường link Dẫn tới link mua đồ của một thị trường lớn hơn khác Vậy thì cái trách nhiệm với với Việt Nam của họ Với những người sử dụng ở đâu Đúng là khách hàng họ có option, họ có tiền, họ có quyền sử dụng Nhưng mà đó trách nhiệm Chúng ta nói về trách nhiệm Nhưng mà chúng ta không thể nào đòi hỏi trách nhiệm của người khác Khi mà họ chưa có nhận thức được rằng đó là một cái phần gì đó ảnh hưởng lâu dài đó thì uh, cái nội dung về thời trang những nhà sáng tạo nội dung về thời trang như em nói nó muôn hình vạc trạng thời trang nó có nhiều thứ nó có thể là kính thể là áo cái là là quần có thể là giày có thể tất cả mọi thứ liên quan cho tâm mà Thằng này thì cách cách Và họ khai thác thì ví dụ anh viết chữ em là bằng hình ảnh có người làm postcard chỉ bằng âm thanh với thời trang ừ. Có nhiều người học làm bằng hình Họ không biết mà học làm gì đó biết bằng hình Có nhiều người họ còn làm những hoạt động bên ngoài Đó là những người sáng tạo nội dung thời trang Đa dạng, nội dung rất là đa dạng Vậy thì cái vấn đề ở đây là Anh có nói lúc nãy Việt Nam là một đất nước đang phát triển Và chắc chắn nó sẽ còn phát triển hơn nữa Thì cái nhu cầu ăn ngon mà tệ Nó gần như là là một cái bình thường rồi Bây giờ mặc ăn làm sao để thể hiện rằng mình là người sành ăn mặc làm sao để thể hiện rằng mình là người cấu vô là cái tính thể hiện bản thân nó đi lên anh ừ. đi lên thì cái vấn đề ở đây đó là cái trách nhiệm chúng ta nói những người làm sáng tạo nội dung thời trang họ càng phải có một cái trách nhiệm trong cái việc sáng tạo nội dung đó tại vì nó đi theo cái hình hình cái tháp như thế này em nghĩ nên bây giờ ví dụ anh em mình sai lệch ở đây có nghĩa là nguyên cái phần trên nó đổ hết đổ sạch rồi người ta không hiểu về thời trang thì làm sao nó là cái đất diễn cho anh em mình. Làm sao đất diễn cho các fashion designer trẻ. Làm sao đất diễn cho những người sáng tạo nội dung chỉnh thu sau này nữa. Họ cảm thấy họ không được tôn trọng. Họ cảm thấy không được vấn nhất nhưng mà không xác. Em thấy giới trẻ bây giờ bắt đầu có nhận thức rất là rõ ràng. Mặc dù TikTok hoặc whatever những người sáng tạo nội dung trên đó nhưng nó phải chia phần trăm trong đấy. Em cũng nhận thấy được điều đó mà. Ê, thì lại nói về vấn đề đấy thì em nghĩ sao về những nhà sáng tạo nội dung thời trang? hiện tại tại Việt Nam, cái thực trạng tại Việt Nam mình fashion Concentrator tại Việt Nam như thế nào? Cá nhân của em thì em nghĩ sẽ là đầu tiên sẽ là thiếu trách nhiệm. Vẫn cứ là câu trả lời là thiếu trách nhiệm. Cái thứ hai nữa là thiếu kiến thức. Và cái thứ ba nữa là thiếu trải nghiệm. Đấy là ba thứ thiếu mà em thấy là khá là nguy hiểm và cũng khá là lớn tại bây giờ. Đầu tiên là về thiếu trách nhiệm thì cái câu chuyện trách nhiệm anh cũng đã nói rất là nhiều. Và cá nhân của em nghĩ là về cái từ trách nhiệm này cái nguồn gốc của nó sẽ là từ giáo dục education. Tiếp theo nữa là về kiến thức, nguồn gốc của nó vẫn là education. Khi mà một khi mà chúng ta bắt được một cái thứ gì mới thì chúng ta rất là hào hứng vào nó, chúng ta sẽ rất là muốn tìm hiểu nó nhiều nhất có thể rồi chúng ta sẽ đem khoe cho mọi người. Nhưng mà chúng ta quên mất một điều rằng là chúng ta tìm hiểu cái đấy nó đã đúng chưa Nhưng mà em cảm thấy là như đa phần tiktoker ở Việt Nam thì là tìm hiểu thấy Chưa biết đã đúng hay không Là đã up lên để share cho mọi người rồi Thì đó, như anh có đợt mọi người nhớ trong một cái clip mà mà anh đã từng nói không Kiểu giai đoạn này là giai đoạn của bình đẳng giới Giai đoạn của nữ quyền Giai đoạn của cái sự gọi là có tiếng nói trong cái 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 xã hội này của của nữ nhật thế nên những cái nội dung liên quan về sự gọi là yêu bản thân cũng như thể hiện bản thân của của phụ nữ ngày càng được <laughs> quan tâm hơn và đặc biệt hơn trong một cái một cái xã hội mà vốn dĩ là cái tiếng nói của phụ nữ trước giờ nó không được cao như ở Việt Nam và đặc biệt trong thời trang còn nhiều rất là định kiến nữa thì đây là cái mà các bạn ấy quan tâm rất là nhiều thì anh là một người rất là ủng hộ về cái việc tự do trong thời trang có nghĩa rằng đối với anh mình đẳng giới là không có nam hay không có nữ mà là nam mặc sao có thể mặc đồ nữ người ta hay nói là nữ mặc đồ nam hoặc cảm thấy rằng là các thứ các thứ các thứ đấy thì anh cũng đặt ngược vấn đề là tại sao nam không thể mặc váy không thể mặc những cái thứ mà thể hiện được cái sự đa dạng trong thời trang nhưng nó phải đẹp cốt lõi của thời trang nó là thiết kế nó là chất liệu một ngày đẹp trời anh vào một cái tiktok clip mà một bạn nào đó tát anh vào bạn ấy khai thác về vấn đề đấy bạn ấy nói một cái khái niệm là menswear là pro dành cho phụ nữ menswear Thế là nó đồ có phải cho là đúng, đúng đánh vào là một là thiếu kiến thức và hai là thiếu trách nhiệm bạn ấy tìm được ra một cái nguồn nào đấy thôi bạn ấy vừa mới biết chắc là bạn ấy ồ chủ đề này hay này đúng rồi <laughs> đúng cái hiện tại này Đấy, bạn ấy chia sẻ luôn với lại thêm một cái nữa là yếu tố thứ ba em chưa nói đến nữa đây là thiếu trải nghiệm thiếu trải nghiệm bạn ấy chưa trải nghiệm thì làm sao bạn ấy đã 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 đã, 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 đã chia sẻ cho mọi người rồi thế nên mà không có một cái sàng lọc nào cả thì ra bạn ấy nói nha những cái nội dung ạ không liên quan tới những cái vấn đề nhạy cả những cái nội nội dung bạo lực nhưng cái thứ mà những cái nền tải họ có một cái thì cái mức tiêu chuẩn riêng của mình gấp tiktok là là cái mở và nhưng họ không có một cái bên nào kiểm soát cái nội dung đấy nó cụ thể và nó sát xa thì kể cả nội dung bạn ấy nói thực ra chẳng ai tấm được các bạn ấy cả nhưng khổ nỗi rằng nó được nhiều người rất là có và sau cái clip đấy anh thấy rất là nhiều clip cũng sử dụng công từ trẻ con vậy Trend, và, not trend, ừ, và nó quan hệ nó 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 nguy hiểm rằng là nó không chỉ là Gen Z nó không chỉ là những người trẻ mà kể cả những người anh thấy độ tuổi tầm 25, 28 tuổi cũng sử dụng cụm từ y chang như vậy. Nó thể hiện rằng cái sự thiếu hụt về kiến thức và cái sự anh phải nói nói ra là lười biếng trong việc tìm hiểu. Lười biếng trong việc tìm hiểu. Mà thích thể hiện bản thân. Đó, kể cả anh nhiều lúc cũng như vậy không con người mà con người nó là như thế nên đó là lúc anh ngồi suy nghĩ lại rằng là tại sao những cái bài viết chuyên sâu như thế ít người đọc nếu mà ít đọc chữ đi có phim tài liệu đàng hoàng Netflix Discovery Channel whatever rất là nhiều kênh thế tại sao người ta lại bỏ thời gian để đi coi clip đó tầm 3 phút 5 phút cũng là thời gian mà thế anh mới đặt hỏi là thế thì Fashion content creator nó có ý nghĩa gì trong cái 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 cái, cái thời điểm hiện tại? Nhiều lúc gọi là đồng nghiệp luôn đấy. Anh với em là đồng nghiệp, người đó cũng là đồng nghiệp. Thế bây giờ người một người đồng nghiệp làm sai mình cảm thấy khó chịu, khó chịu. Nhiều lúc người người ta kêu mình sân si, người ta người ta kêu mình chung anh đánh đá nhưng bạn thử nghĩ xem một cái thứ mà bạn xây dựng cố gắng xây dựng cho nó ok nhất, nó tốt nhất, nó không phải là hoàn hảo nhất, nó không phải là đúng nhất nhưng mà mình nghĩ là mình đang làm thứ đúng có một người nào đó làm sai hết toàn bộ trong một cái thời buổi vàng thau lẫn lộn này thì làm sao với một người là cái role của em cũng là một fashion content creator để minh chứng được rằng người xem mình rằng là mình làm những cái nội dung thời trang nó chỉnh chu và cung cấp được cái kiến thức cho người xem làm sao em 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 có thể đảm bảo được cái điều đấy kể cả khi mà cái kế hoạch của em năm sau sẽ đẩy mạnh hơn về tiktok thì em nghĩ rằng là làm sao để mình làm được cái nhiều đấy <laughs> uh, Trước khi em trả lời câu đấy Thì em sẽ giúp các bạn viewer hình dung được ra cái ý của anh Minh à, Ý của anh Trí vừa lấy hơn Nó giống như kiểu gọi là khi mà mình có một cái cửa hàng đồ xịn, đồ cao cấp mình design ra Xong ở đâu bên cạnh cũng cũng là thiết kế, cũng là các thứ Nhưng mà ông ăn trộm của mình để giá thấp hơn Xong mọi người mua đồ ấy thì cũng là đồng nghiệp mà thế xong rồi người ta lại lại thấy giá rẻ quá nên là lại đi sang ông kia mua thì chắc chắn là cái thứ khó chịu thì đấy cũng là một cái liên hệ để cho mọi người dễ hiểu hơn thì nó là như thế đấy chứ còn để mà em nghĩ là nhiều bạn sẽ nghe là kiểu đồng nghiệp cùng nói về content này nọ thứ thì nó có vẻ là hơi khó hiểu thì em link một cái như thế để cho các bạn dễ hiểu hơn là đấy mùa đông là bán hàng thật bán hàng thì ra do ông công sức bỏ ra mà ông chuyên đi ăn cắp thì lại mức giá rẻ hơn nhưng mà người ta lại thấy giá rẻ hơn thì người ta lại đi vào cái ông kia thì Chắc chắn là những cái cảm xúc của anh với em là chúng ta đều có một chung một cảm xúc Chung một cảm xúc, một cảm xúc Và chung một cái gọi là cái sự nhức nhối ở trong lòng Cũng đúng Nhưng mà anh thì Bản thân anh thì anh biết giá trị của mình ở đâu Anh nghĩ em cũng biết vậy Cho nên ví dụ mình đã biết cái thứ mình làm ra Nó có thể bị Ná ná giống giống hoặc là bị ăn cắp như thế nào đó nhưng Về cái từ sáng tạo này cái từ sáng tạo này nó nó quan trọng lắm này Sáng tạo nội dung Sáng tạo thiết kế Sáng tạo về công nghệ Thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây Cái kiến thức, cái trải nghiệm Cái đầu và cái mindset Cũng như tầm nhìn của mỗi con người là hoàn toàn khác nhau Thế nên việc mà người khác làm Anh cũng buồn Anh cũng nhức nhối Nhưng mà nó chỉ phớt qua Tại vì anh biết rằng Là anh vẫn có thể làm những thứ tốt hơn được Với cái đầu này còn cái việc rằng là anh buồn ở đây đó là tại sao những cái thứ kia nó nó được nhiều người xem thế có nghĩa là anh anh sợ về cái việc là con nó ảnh hưởng quá nhiều nó sẽ làm lệch lạc đi thì đây cá nhân của em nghĩ là cũng giống như là việc tiền rẻ hơn với đắt hơn anh đấy thì để mà đọc được một bài của anh thì đầu tiên là người ta đã phải có một kiến thức nhất định rồi cái đã người ta sẽ phải biết được cảm thụ một cái runway nào đó rồi nhưng mà đa phần người Việt Nam bây giờ, người xem bây giờ vẫn đang còn nghĩ là Runway là một cái gì đấy nó kỳ quái, một cái gì đấy nó không thực tế. Thì tất nhiên là để mà đọc được hết bài của anh là một cái sự khó khăn. Tiếp theo nữa là để đọc hết bài của anh và để nghiên cứu về nó cũng mất rất là nhiều thời gian. Thì cũng giống như cái việc một đông bán đồ thật, một ông bán đồ fake. Thì một ông sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Một ông sẽ phải có khi là chờ lâu hơn để lấy đồ. Nhưng còn một ông thì chỉ cần trả ít tiền hơn và đến lấy luôn thì em nghĩ là cái này là do cái tâm lý của người Việt Nam mình vẫn đang muốn ăn sổi rất là nhiều Cho nên là cái cái chuyện đấy nó mới xảy ra Và cá nhân của em nghĩ thì để mà giải quyết được cái vấn đề này thì là cái xu cái cách em làm ấy, cái cách mà em đang plan ấy thì là đấy em cũng sẽ sản xuất những content nó ăn liền hơn nhưng mà nó phải có chất lượng ở trong đấy nó phải có một cái nộ nặng về về kiến thức và làm thế nào để truyền tải được cho mọi người cũng từng đấy 3 phút nhưng làm thế nào để người ta hiểu được ra men sức khỏe cũng phải dành cho phụ nữ rồi Ok để từng đấy 3 phút nó cũng để dành để cho mọi người hiểu ra được là à cái văn hóa này là một văn hóa chứ không phải là hip hop hip hop không phải là một cái thời trang mà nó là một cái văn hóa và trong cái văn hóa đấy nó có những cái nhìn và từ những cái là từ ngày xưa rồi mọi người chơi và từ những cái uh, về kinh tế rồi người ta mới tạo ra một cái nhìn như vậy nó mỗi một cái nhìn đặc trưng chứ nó không chỉ đơn giản là If hope boy là chỉ cần mặc cái áo và sai là ra thì đấy là cái hướng xử lý của em và cái hướng này thì em nghĩ là nó cũng sẽ có khá là tiềm năng bởi vì là nó vẫn đáp ứng được cái độ ăn liền mọi người vẫn có thể xem được nó vẫn đáp ứng được một cái độ giải trí em sẽ cố gắng làm thế nào để cho mọi người không bị nhàm chán thì cá nhân của em nghĩ thì đấy là cái hướng mà em đang muốn làm và... ok anh hiểu nó sẽ đòi hỏi rằng là tính ra vậy nha tính ra làm làm học thuật có cái khó của học thuật nhưng mà làm giải trí mà giải trí có ích nó lại có cái khó khác giải trí sang nó khó khác anh coi mấy cái uh, thực ra cái giải trí mà anh thấy nó thâm thúy nó kiểu kia thì anh hay coi mấy cái live gọi là live show các thứ của những cái host nổi tiếng á họ đụng trạng vấn đề nó một cách rất là tinh tế mà nó rất là quái nó nó đòi hỏi họ phải hiểu về toàn bộ thị trường nó hiểu về toàn bộ cái gì đang diễn ra trong cái đất nước của họ và họ biến tấu cái vấn đề đó trở thành một cái điểm mà... khiến ai bật cười mà nó không bị nặng nề thì nó là một cái tài năng vâng. cần nó tạo ra một cái dna của người đấy thì những nhà sáng tạo nội dung cũng Đó, sáng tạo cho nên nếu mà ai sáng tạo dựa trên bản thân mình anh nghĩ là các bạn không... các bạn nếu là những người sáng tạo nội dung về thời trang và các bạn tự tin rằng là mình có một cái điểm riêng có một cái sự sáng tạo riêng thì có thể lúc ban đầu người ta không công nhận bạn người ta không xem bạn nhưng mà uh, mình luôn suy nghĩ rằng muốn nhận được từ người ta cái gì mình phải cho lại người ta rất nhiều Thôi. rất 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 nhiều thì mới có thể nhận lại được người ta một cái thứ gì đấy nên là các bạn đừng có bị nản, mình có bị cảm thấy tủi thân rằng là tại sao mình làm những cái thứ chỉnh chu làm những cái thứ đẹp mà ngoài kia tiktoker hoặc là những nhà sáng tạo nội dung trong dấu ngoặc kép họ được công nhận nhiều hơn chính xác rồi các bạn sẽ được công nhận rồi các bạn sẽ được công cái nhận cái đấy cũng là cái câu hỏi của em và cũng là một cái khoảng thời gian mà em rất là depressed nghĩa đen luôn là tại sao những cái công sức của mình làm ra người ta lại không công nhận tại sao nó lại như thế nhưng mà chính xác là qua thời gian và nếu mà các bạn Đủ sự cố gắng Vẫn đủ Gọi là nữ chín mùi Thì em nghĩ là Dần dần mọi người Cũng sẽ được công nhận thôi Người ta có thể đi nhanh Nhưng mà Cái cuộc chiến Là cuộc chiến đường dài Chứ không phải là cuộc chiến Là ai nhanh Dài mới biết ngựa hay Đúng rồi Dài mới biết ngựa hay Nên là 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 Những người đó thì Thực sự họ làm Có đam mê hay không Thì anh không biết Nhưng mà anh chắc chắn là Những người làm nội dung Chuẩn chỉnh về thời trang Họ thực sự yêu Và làm về nó Và cái làm ở đây họ 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 sẽ cảm thấy khi chúng ta yêu chúng ta mới bị đau lòng khi mà đứa con của chúng ta không được công nhận nhưng mà như người ta hay nói đi làm mà mà, mà, mà thích cái công việc đấy thì nó không phải đi làm nữa mà đi trải nghiệm đi hưởng thụ đúng không thì đó nó cũng là một cái động lực để những bạn làm sáng tạo nội dung thời trang có gu hoặc là mang một cái lợi ích gì đấy thực sự cho cộng đồng chắc chắn các bạn sẽ được công nhận tại vì xuất phát điểm của anh cũng là như thế xuất phát điểm của bất kỳ một ai cũng là như thế rõ ràng là không thể nào trong hai người ta lên hàng triệu follower mấy chục triệu lượt coi người ta xuất hiện ở runway người ta được mời những sự kiện thời trang còn anh cứ lại đẹp như thế nhưng anh vẫn hép đi với cái điều đấy tại vì anh được các bạn đón nhận công nhận là một chuyện nhưng anh được đón nhận và công nhận bởi những người có chuyên môn nó là một cái niềm tự hào và một hạnh phúc của anh thì quay trở lại bản thân em đi thì được biết em sinh sống tại và làm việc tại nhật bản đúng không tokyo này thì với một đất nước có một cái nền văn hóa phong phú và đặc sắc như vậy thì thời trang nó cũng như thế thì uh, rất là nhiều phong cách thời trang tại Nhật Bản ảnh uh, hưởng cả không chỉ ở Việt Nam mà toàn thế giới nữa thì ở ở ở ở Nhật Bản thì những người sáng tạo nội dung thời trang ở Nhật Bản thì như thế nào em có thể chia sẻ cho anh và mọi người không cá nhân của em trải nghiệm thì em cũng được gặp nói chuyện và thậm chí là chụp hình cùng với những những cái nhà sáng tạo nội dung ở Nhật Bản Nhưng mà có một điểm mà em thấy là những nhà sáng tạo nội dung người Nhật Bản Hay là nói cứ chung chung vậy là mọi người hay gọi nhau là những người chơi thôi Thì họ rất là lục phi, họ không có cố gắng đánh bóng họ lên Mà họ thực sự là họ tập trung vào cái cái cốt lõi Hay là mọi người hay nói là cái craftsmanship, là cái khả năng thể hiện của bản thân nó như thế nào Chứ họ không thực sự quan tâm là là họ có được nhiều view hay là họ có được nhiều like hay không cá nhân em thấy là Nhật Bản là một cái đất nước khá là lâu kỳ. nhưng mà họ lâu kỳ nhưng mà họ cống hiến hết mình vì vì cái sở thích của họ, họ cống hiến hết mình cho cái công việc của họ cho cái đam mê của họ cho nên là họ mới đạt được đến những cái cảnh giới rất là cao và đến lúc đấy thì thế giới mới công nhận khi mà đi trên đường Nhật Bản thì em với cả người anh bạn của em là anh Dương Tộc cực kỳ là trầm trồ là cứ 5 mét là cứ có một người chúng ta có thể nhìn thấy và học hỏi được. Nhưng mà họ làm điều đấy một cách rất là nhẹ nhàng, họ không cố gắng flexing. Hiểu. Và thêm một cái nữa là ở Việt Nam mình em thấy là họ đam quá là quan trọng về vấn đề sale ấy. Nhưng mà ở Nhật Bản thì em thấy là họ không thực sự quá quan trọng về vấn đề đấy. Có thể là một cái cửa hàng nó vắng hiu à? nhưng mà những cái khách đi vào và đi ra thì họ không bao giờ là họ mua ít và họ không bao giờ là họ 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 chỉ có vào để mà, mà xem ra là để 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 flexing mà họ thực sự là họ connect với cái cửa hàng đấy và tất nhiên là giá trị ở trong những cái món đồ và hàng đấy nó cũng rất là cao có nghĩa là họ quan trọng về cái chất lượng chứ họ không hề quan trọng đến những cái sự phiếm xung quanh <laughs> hay là để nói đơn cử là việc livestream đi thì ở Việt Nam mình là các brand là đều book influencer, book các bạn chơi TikTok để mà livestream bán hàng. Nhưng mà các brand ở Nhật thì họ lại tự livestream trên kênh Instagram của họ. Có nghĩa là ai biết follow thì xem. Chứ không hề đó là book một ai đấy để mà livestream để mà giúp họ làm. Mà có thể là họ có nhưng mà họ sẽ mời cái người đấy đến trụ sở của họ để livestream và ở trên kênh của họ. Chứ không phải là ở kênh của của influencer. Hồ thì em thấy đấy là một cái điểm khác ở Việt Nam là chính là Nhật Bản họ rất là chú trọng về chất lượng họ chú trọng về cái cách họ làm ra những sản phẩm và đến người chơi họ cũng chú trọng là làm thế nào để mà bản thân họ những người chơi thời trang là họ làm ra những cái fit đẹp nhất đối với họ chứ không chỉ đơn giản là làm thế nào để mà kiếm được nhiều người xem nhất hay làm thế nào để mà để đạt được đến cái cái xu hướng hay là để làm thế nào để mà top trending nhất có thể thì đấy là cái cái sự mà cực kỳ là khác biệt Mà em thấy là còn khác biệt hơn cả thế giới cái thế giới cũng nhiều khi Nói Việt Nam vậy chứ anh thấy thế giới cũng thế không Thế phải, giới cũng chạy cao trend rất là nhiều Không khác gì luôn Có một cái cái, cái ý lúc này anh cảm thấy rất là hay Nó là Cứ 5 mét là thấy một người Mà mình có thể học hỏi được Vậy thì chúng ta quay trở lại Rằng cái khái niệm về fashion content creator Là như thế nào Dựa vào cái câu nói anh nghĩ rằng bản thân mỗi chúng ta khi mặc đồ ra đường chúng ta đã là một fashion content creator rồi. Chúng ta là một người sáng tạo nội dung thời trang và chính chúng ta là sản phẩm của cái nội dung đấy. Chúng ta mặc đồ như thế nào, chúng ta xuất hiện như thế nào và cái nội dung đấy nó tiếp cận tới ai, nó tiếp cận những người xung quanh chúng ta. Nó tiếp cận những người ở môi trường chúng ta làm việc, ở trên đường đi làm, trên đường đi học, trên cái nơi chúng ta đến. Và cái nội dung này nó thực sự là nó real hơn rất là nhiều, nó thực tế hơn rất là nhiều. Chúng ta thấy được bằng mắt, không phải qua màn hình. Chúng ta không phải thông qua bất kỳ một cái phần mềm kéo chân nào. Không phải một phần mềm nào đó làm cho một cái xe quay thành một cái xe cào cào. Là một con G63 trở thành một con Hammer được. Chúng ta thấy những con người thực tế, một cái tỷ lệ thực tế, một cái chất liệu vải thực tế và một cái bảng màu sắc thực tế. Thì đó, mình luôn nói rằng các bạn luôn là trong mắt mình đó là một fashion content creator. Cái câu nói mà anh luôn được nghe nhiều nhất trong uh, livestream và series phiếm thời trang khi mà có một cái vấn đề gì đấy, một, một, một fashion content creator là tại vì anh ấy đẹp, tại vì chị ấy đẹp, tại vì bạn ấy đẹp. Anh nhiều lúc cũng suy nghĩ rằng là ừ, nếu mà mình đẹp á, thì mình đã khác rồi. Cũng phải nghĩ sâu xa hơn với một cái ngành mà liên quan tới cái vẻ đẹp như là thời trang. Thì đẹp đúng là một cái lợi thế cực kỳ lớn trong việc thu hút ánh nhìn và sự quan tâm của người xem. Nó không chỉ là thời trang nữa. Bây giờ mình nói thực tế như hai người đàn ông đi. Mình thấy một người phụ nữ đẹp. Chắc chắn là mình cũng nghĩ trong đầu Rằng mình muốn nói chuyện Mình muốn bắt chuyện Mình muốn làm quen Cái cái này nó sẽ khác hơn Cái vấn đề nếu chúng ta thấy Một người phụ nữ không đẹp bạn Thực tế là như thế Anh không biết em như thế nào Nhưng bất kỳ một người nào Mà nói với anh là Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Anh kêu là sẹn Bản thân anh kêu là sẹn Bây giờ phải là tốt gỗ Và tốt nước sơn Nó phải là Đúng. bây giờ ông kêu là lỡ người ta duyên dáng, lỡ người ta uh, có một cái tâm hồn đẹp, lỡ người ta có một cái gì đó bên trong. Nhưng nếu chúng ta không có cơ hội nói chuyện với nhau dựa vào cái bề ngoài đó, thì có cái việc là biết cái tâm hồn đẹp và cái tâm hồn đẹp à, và cái, cái 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 sự đẹp đó không? Anh hay nói câu đấy, các bạn đấy thì anh cũng thông cảm và cũng hiểu rằng cái ngành làm đẹp này, cái ngành làm đẹp cho mọi người này thì đẹp nó là một cái lợi thế rất là lớn. Vậy thì theo em đẹp nó có phải là tất cả trong thời trang hay không? Thực ra mà để nói cái đẹp mà chúng ta đang nói đến đây là cái đẹp về ngoại hình Chứ không phải là cái đẹp trong thời trang Cho nên là để mà trả lời là cái đẹp về ngoại hình nó không phải là tất cả Em với anh Dương Tổng trong talk show cũng nói rất là nhiều Mà nói thẳng mặt luôn đấy chính là Cái mặt của các bạn nó không quan trọng đến mức đấy đâu Thực sự Mặt không có hơi xương hay mặt ông có như thế nào đi chăng nữa Thực sự là nó không quan trọng đến cái mức đấy Cái quan trọng đấy chính là ông có toát được ra cái vai hay không Khi mà ông toát được ra cái vai hay là ông toát được ra cái thần thái Và ông biết được một chút về skin care nói chung là làm thế nào để cho ông gọi là Presentable, trình diễn được Thế là đã quá ổn rồi Và em cũng lấy rất là nhiều những cái ví dụ Mặt người ta không hề đẹp một tí nào cả em đột nhiên vì cái video đấy mà em lại bị gắn ghép là là racism bị gắn ghép là cái gì uh, chê ngoại hình là cái gì ta body shaming nhưng mà đấy chỉ là cái ví dụ mà em muốn nói ra thôi đấy chính là mặt họ có thể không đẹp mặt họ có thể xương có thể là mắt hơi khóc một tí đấy là sự thật thôi chứ em không hề chê hay là có thể là mặt của họ không được đẹp rồi cơ thể của họ có thể hơi thừa cân một tí có thể là chân của họ ngắn nhưng lưng của họ dài thì đấy là cái sự thật chứ không phải là chê hay không nhưng tại sao khi mà mỗi cái video của họ lên mỗi cái feed mà họ lên nó vẫn toát được ra cái tinh thần như thế nó vẫn cứ là phải vỗ tay búng bố đúng thì cá nhân em đấy mới là cái đẹp còn về cái đẹp về ngoại hình nó chỉ là một cái một cái sự ưu tiên một cái gọi là privilege là cái gì nhỉ đặc đặc quyền một cái đặc quyền mà là cái này không thể nào mà ai chọn được đúng đấy Chúng ta chỉ có thể cố gắng hơn thôi Chúng ta có thể làm bây giờ thời đại mới rồi ai làm gì cũng được Muốn thêm skin care cũng được, muốn nâng mũi, muốn làm cái gì cũng được hết Thì có nghĩa rằng là cái đấy là đều phải sự cố gắng của bản thân Chứ không thể nào mà bảo là vì anh nghĩ đẹp Cái đẹp đấy nó là một cái đẹp Em nói thật là nó không có giá trị mấy Nó không có giá trị Mà cái đẹp ở đây nếu một người người ta biết chăm sóc bản thân đẹp Một người người ta cố gắng lên để đẹp Mà người ta toát được cái va Thì đấy mới là một cái đẹp giá trị Và một cái đẹp mà nó thu hút mình nhiều lắm Có thể là bây giờ bảo là Em phải công nhận nhân Nó hơi nói phiếm qua một tí này Là so với độ xinh xắn Thì gái Việt Nam hơn hẳn gái Nhật Con gái Việt Nam nét rất xinh Con gái Việt Nam là hơi lai tàu một tí Từ uh, một nghề mắc thuộc mà À thì So với gái của Nhật thì Tất nhiên là gái Nhật không thể nào đẹp bằng rất là nhiều bạn là có cái thân hình không được đẹp chân hơi to người nhật đi bộ rất là nhiều nên là con gái chân to nó là đó là chuyện đúng. đương nhiên rồi có thể là mọi người hay nói là răng người nhật không được đẹp chính xác bởi vì đấy là do cấu trúc xương của họ về gen của họ mất rồi nhưng mà em phải công nhận một điều rằng ấy là bây giờ lướt insta của em đa phần chỉ có gái nhật thôi Thế bởi vì nhìn họ rất cuốn những cái feed của họ lên những cái cái cách mà họ nhìn họ họ đưa lại cho em cái cảm giác họ là một người biết chăm sóc bản thân, họ là một người mặc đẹp, họ là một người đẹp toàn diện. Còn những bạn ở Việt Nam thì rất là xinh, rất là đáng yêu, rất là cô te, rất là nói chung là mình cũng vì là gu của người Việt thôi mà. Nhưng mà để bảo là có đã hay không, để mà thực sự là gọi là có đẹp hay không thì em vẫn đánh giá là không. Thì đấy, có nghĩa là người Nhật người ta vượt qua nghịch cảnh. Người ta không chỉ đơn giản là lấy cái cơ thể của họ ra mà họ sử dụng những cái những cái yếu tố khác sử dụng thời trang sử dụng thẩm mỹ có thể là sử dụng cả make up nhưng mà đấy đều là do cái sự cố gắng của họ sự trau dồi của họ chứ không chỉ đơn giản là họ sinh ra đã được như vậy rồi đấy thì cá nhân của em đấy mới là cái đẹp chứ không chỉ là vì cái đẹp trai đúng no. cái đẹp hiện tại đối với bản thân anh thì không chỉ ở Việt Nam mà toàn thế giới mỗi một giai đoạn mỗi một cái thập niên nó đều có một cái tiêu chuẩn về cái đẹp của nam giới và của nữ giới cái thời về Marilyn Monroe thì nó sẽ khác thời này là thời của Kendall đúng rồi à, thời này của Bella thời của những cái tiêu chuẩn về hình mẫu của một người phụ nữ đẹp là trông như thế nào thì cái việc mà chị em có một mục tiêu về cái đẹp để theo đuổi về cái đẹp á hoặc là như thế nào đó thì nó là cái việc rất là bình thường và ai cũng ủng hộ, ai cũng ủng hộ điều đấy, nhưng mà nó tạo ra cho chúng ta một cảm giác rằng ai cũng như ai. Thời trang nói sâu nói xa nói nói thấp nói nông nói đủ cách thì thời trang nó bản chất nó cũng chỉ là cái quần cái áo chúng ta mặc bên ngoài, cái chúng ta yêu thích cái thiết kế tại vì nó được thiết kế bởi cái nhà thiết kế mà chúng ta yêu thích bởi cái tinh thần thiết kế của họ. Vậy thì chúng ta mặc lên thì nó làm gì? Nó, nó tôn cái dáng của chúng ta, nó kể cái câu chuyện mà chúng ta, nó kể cái tính cách của chúng ta thông qua màu sắc, thông qua chúng ta phối layer như thế nào. Mà cái bản chất vẫn là con người, đồ oh, chính xác Cái khái niệm đẹp đối với anh nó khác, đối với em nó khác, đối với người quay A nó khác, đối với người quay B nó khác đối với những người xem ở đây nó khác. Nhưng mà cái đẹp nó phụ Nó là con người Đúng rồi, chính xác Nó là con người Nó là con người Chính xác Chứ nó không phải là cái bề ngoài Không phải là có vậy Anh gặp rất là nhiều người mặc Không đẹp Như em Nhưng mà họ mặc Ăn mặc Nó có một cái gì nó cuốn hút Đối với anh là đẹp Do anh có một cái gì đấy nó ok Và nhiều khi Anh có thể là không quan tâm những gương mặt đẹp theo kiểu đại chúng anh có thể là tự dưng quan tâm với những người kiểu như thế kia Đó Thì cái việc anh khó chịu khi mà người ta lấy cái đẹp là một cái đào chữa cho những cái thứ nó có thể sai lầm, những cái nội dung sai lệch để trở thành một cái thứ có thể chấp nhận được tại vì người ta đẹp. Cho nên chấp nhận cái điều đó đi. Tại vì người ta đẹp nên người ta mặc cái gì cũng đẹp. No, không, không đúng, không đúng. Và cái điều đáng lo ở đây là những người nói với anh những câu đó là những người trẻ. Em suy nghĩ gì về vấn đề này? Những người trẻ họ có đang bị truyền thông hóa quá về cái hình ảnh ngoài không? Họ có mất đi gọi là có bị gọi là mất đi cái cái cái, cái cách họ nhìn vào bản thân. Thiếu trải, thiếu trải nghiệm, thiếu trải nghiệm, thiếu trải nghiệm. Thực ra là em nghĩ cái vấn đề này là phần lớn là bị ảnh hưởng bởi cái pop idol. Bởi vì là cái hình ảnh của cái pop idol ra nó là perfect fashion influencer. Không, nói là influencer. Thì khi mà mọi người thấy là đấy anh này đẹp trai, dung Cúc đẹp trai, Jin đẹp trai rồi uh, nữ thì, thì Lisa đẹp trai, Jennie uh, đẹp <laughs> Lisa xinh gái, Jennie xinh các thứ. Thì đột nhiên ở trong hình tượng của họ là cứ đẹp trai xinh gái là auto có đặc quyền. Là auto được công nhận, ông không cần biết mặc gì được, auto nó là công nhận. Thì cá nhân của em thấy là bởi vì là do cái nền Nền công nghiệp đấy và cái nền văn hóa đấy ảnh hưởng đến người Việt Nam quá nhiều Đến bây giờ đi ra ngoài đường 10 cái biển hiệu thời trang thì 8 cái biển hiệu là thời trang Hàn Quốc Rồi Cho nên là cái nhìn mà đẹp trai rồi mặt bóng loáng rồi hơi baby một tí Rồi nó là cái tiêu chuẩn đẹp của châu Á ấy Thì khi mà chúng ta đã được uh, tiếp xúc quá là nhiều chúng ta thần tượng họ Thì bây giờ ở Việt Nam mình có những bạn cũng giống Dung Cúc hơi hơi nét một chút thì người ta rất là thích và khi mà đã bị thích như thế rồi thì cái cái sự mù quáng và cái sự chấp nhận mọi thứ nó sẽ được trao tặng cho bạn ấy đấy bạn này nhìn Hàn Quốc quá bạn này nhìn uh, trông thư sinh Hàn Quốc quá nên bạn ấy mặc cái gì mà cũng đẹp bạn ấy uh, gầy bạn ấy có cơ các thứ thì bạn ấy mặc gì cũng đẹp thì cá nhân của em nghĩ đấy là do sự thiếu kiến thức và do thiếu trải nghiệm dễ tính nữa đúng rồi và dễ tính quá dễ tính đấy nếu mà nói hơi tuẹt ra một tí ấy, thì ông ấy đẹp ok nhưng chỉ khi là ông ấy nết cật đúng không bởi vì đang khen người ta mặt đẹp người đẹp thì là lúc người ta nết cật chứ đâu phải là lúc người ta mặc đồ lên đâu khi mà người ta mặc đồ lên là người ta đã đã phải thể hiện rồi đó là cái 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 kiến thức cái tư duy của người ta như nào rồi mà đấy cho nên là cái đấy là cái mà em suy nghĩ là như vậy chính xác ờ, nhưng mà để uh, tránh gây ra gọi là tranh cãi hoặc gì đấy thì uh, những cái cái tên tuổi Hàn Quốc mà kiên vừa nói không thì thực ra là họ vẫn rất đẹp và họ đẹp họ đẹp nhưng mà mình cùng tua ngược lại rằng cái vẻ đẹp đấy nó đến từ một khoảng thời gian luyện tập rất Đúng là cực là chính khổ chính xác chính xác rất là cực khổ và bản chất thì tùy theo cái đường nó hơi hơi lệch đi một tí nhưng mà họ lại nó bây giờ những cái tên tuổi đó hầu hết là những cái đại sứ thương hiệu những cái người ảnh hưởng thời trang rất là lớn nên anh nghĩ nó cũng ảnh hưởng trong đấy nhưng mà để được cái thời điểm như này thì họ phải trải qua một cái thời buổi luyện tập rất là nhiều. Nhưng cái sự khắt khe và những cái gọi là cái ban đầu họ nhắm tới đó là âm nhạc chứ không phải để trở thành một fashion influencer. Cái khái niệm fashion influencer bây giờ nó rất là rộng rồi. Nó không giống như là phải làm một người hoạt động và hiểu hoặc là làm trong ngành thời trang mới có thể trở thành fashion influencer và vốn dĩ trước giờ có những người họ chẳng làm thời trang nữa wow chính xác chỉ là người làm nhạc like cô change Kurt Cobain hoặc là uh, những cái tên tuổi khác như là uh, ai ta Presley và đúng rồi rồi gần đây hơn đấy kiểu Kid Cudi rồi Đê. Travis Scott rồi Tyler the Creator họ bắt đầu đều là từ văn hóa hip-hop họ bắt đầu là từ rapping chứ họ đâu có phải là thời trang đâu nhưng mà sau khi mà họ được tiếp xúc nhiều lên, họ có sự trải nghiệm nhiều lên và cái khu thẩm mỹ của họ cũng được nâng cao lên, thì những brand cảm thấy phù hợp thì họ làm việc và dần dần họ lại trau rồi thêm cho bản thân thì lúc đấy họ mới có brand riêng của họ, mới có cái tên tuổi riêng. Nhưng quay trở lại rằng là fashion influencer người ảnh hưởng những cái tên chúng ta nói ra, họ không phải là một sản phẩm của ngành công nghiệp thời trang, họ là sản phẩm của chính họ, họ có cái tôi của bản thân mình và bất kỳ một cái thương hiệu nào làm việc với họ phải đi theo và hiểu và matching được với lại những cái cái tôi đấy, những cái con người đấy. Hãy chúng ta quay trở lại rằng thời trang hay con người, tất nhiên là con người, tất nhiên là con người. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại à, à một cái cụm chủ đề khác đó là fashion influencer những người ảnh hưởng về uh, thời trang, các thương hiệu thời trang, sản phẩm của họ và cái lượng uh, thị trường cũng như người xem thì đây là một cái mối quan hệ mật thiết mà chúng ta không thể nào chối bỏ được giữa các thương hiệu thời trang những người ảnh hưởng tại vì những người ảnh hưởng họ phải mặc cái gì họ mặc thời trang và thời trang được sản xuất ra bởi các thương hiệu và sản phẩm ở bất kỳ cái thời điểm nào thì cái vai trò của như em nói influencer nó có một cái cục nghĩa to hơn rộng hơn so với content creator tại vì họ là những người ảnh hưởng rồi đối ở trong thị trường họ sẽ là một storyteller, một người kể chuyện. Kể chuyện ở đây có thể là kể chuyện cá nhân của họ, kể chuyện cái sự trải nghiệm của họ thông qua các sản phẩm về thời trang là các fashion influencer. Thì thông qua đó các thương hiệu cũng có thể tiếp cận được với thị trường thông qua người kể chuyện này. Nước ngoài cũng thế mà Việt Nam cũng vậy. Thế nên rằng là chẳng chẳng có chúng ta có một cái vấn đề gọi là cấn cấn cái việc là có những cái mục đích thương mại các fashion influencer cũng như là các uh, fashion brand thì tất nhiên là cái khái niệm influencer hiện tại nó cũng y chang content creator vậy người ảnh hưởng những cái cụm từ KOL, KOC hiện tại mới là KOC và influencer được sử dụng một cách bừa bãi bây giờ các bạn có thể vào trong bất kỳ một cái um, account của Facebook của Instagram của TikTok có liên quan thời trang sẽ thấy cụm từ KOL, set, influencer, set contact và uh, work rồi một cái số 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 gì đấy. Thế Thì là anh nhiều lúc cảm thấy rằng là cái 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 mối quan hệ giữa thương hiệu và những người ảnh hưởng thời trang nó giống như là một cái đúng là nó có mối thương mại đấy nhưng mà ở Việt Nam là ăn bánh trả tiền. Có nghĩa rằng là thương hiệu trả tiền để các fashion inf influencer review review đúng nghĩa là review theo một cái review sản phẩm theo một cái công thức nó cứng đó, là sản phẩm này a à, nó tốt nó như thế này thế này thế này và nhiều khi những người kia còn không hiểu rõ cái câu chuyện thương hiệu mà mình làm việc cùng và cả thương hiệu người nhiều khi người ta cũng chỉ quan tâm rằng người này có số lượng người theo dõi lớn một triệu người theo dõi vậy thì anh tự đặt hỏi là thương hiệu có biết rằng trong cái một triệu người theo dõi là target audience của thương hiệu á có bao nhiêu phần trăm là cái mà họ có thể chạm tới hoặc reach tới được hoặc là cái mức thu nhập của một triệu người đó có phù hợp hay không nó giống như rằng là một thương hiệu cao cấp đi thuê một fashion influencer về fast fashion review vậy vậy đối tượng của những những người ảnh hưởng thời trang đó có phù hợp với thương hiệu hay không thì ở Việt Nam khi mà cái thương hiệu nội địa mà các bạn hay nói là local brand á, bùng nổ vào những giai đoạn 2017 thì cái mối quan hệ giữa fashion influencer vốn đã lệch lạc về khái niệm và cái mối quan hệ với brand với thương hiệu nữa nó càng lệch lạc hơn vậy thì cái mục tiêu đơn giản sử dụng của một người ảnh hưởng thời trang nó chỉ là nhận một khoản tiền xong cố gắng làm sao để bán được nhiều sản phẩm nhất có thể và đa phần các thương hiệu Việt Nam nội địa cũng thế mặc dù xét ở một mức nó rộng lớn hơn thì đại sứ thương hiệu cũng chỉ là đi trình diễn cái sản phẩm đấy đi mang sản phẩm đấy và kể câu chuyện tượng nơi ấy. không quyết câu chuyện bản chất là làm sao để thuyết phục thị trường có cảm tình với thương hiệu và có quyết định mua hàng với thương hiệu nhưng ở việt nam nó nó khiến anh cảm thấy rằng cái từ fashion influencer này nó bị rẻ rúng rất là nhiều em nghĩ rằng các thương hiệu nổi tiếng việt nam làm điều đó có đúng đắn hay không cá nhân em nghĩ là trước tiên là quay trở về đầu khi anh bảo là các kol koc việt nam là review em không đánh giá đấy là review đấy nó chỉ là một video thuần sale khi mà review thì mình phải cho người ta biết được là cái sản phẩm nó như thế nào nó phù hợp với ai cái tính chất của nó là gì ví dụ như ngày xưa review điện thoại iphone đấy không thể nào chỉ bảo đấy iphone nó đẹp nó xịn các bạn dùng đi Nhờ màn hình cảm ứng tốt các thứ dùng đi không review kể cả review công nghệ thì bây giờ việt nam đã phát triển rất là nhiều thì phải đánh giá xem là nó phù hợp với đối tượng khách hàng nào đánh giá xem là nó đạt tốt ở điểm nào chưa tốt ở điểm nào nhưng mà những cái video những cái sản phẩm mà các bạn ấy đang làm ra bây giờ em đánh giá nó là thuần xem kể cả là có hơi dơ ra tự là đường kim mũi chỉ thẳng và chất vải này nọ nhưng mà em nghĩ định ra thực ra là bạn ấy không có trình độ gì hết vì để mà nghiên cứu về chất vải thì bạn ấy cũng sẽ phải nói những cái từ khác câu khác chứ không chỉ đơn giản là như là chất vải bốn chiều này nọ các thứ nó rất là cá nhân anh nghĩ nó là sạp cái đây là cái đầu tiên nó không hề có một cái thương hiệu à nó không hề có một cái tính chất gì là kể thử story hay kể các thứ cả nó là thuần sale đến cái vế thứ hai là anh bảo là cái cái cách mà các local brand mình đang làm đấy thì em nghĩ là cái vấn đề này là về vấn đề branding branding của local brand nói chung và branding ở những thương hiệu việt nói à phải là local brand nói riêng và những thương hiệu việt nói chung là chưa chú trọng vào branding mà họ chỉ chú trọng xem là tháng này KPI là bao nhiêu sale mà thôi. Rồi tính thương mại nó như thế. Thì chính vì như vậy cho nên là nó bị mất đi cái giá trị của brand. Như kiểu như anh bảo là ví dụ như em lấy uh, là Dior, Celine và Blackpink đi. Thì tại sao Celine lại chỉ chọn Lisa mà không chọn Jisoo? Tại sao Dior lại chọn Jisoo chứ không chọn Lisa? Bởi vì mỗi người có những cá tính khác nhau. Họ thể hiện ra tinh thần của brand. Và khi các fan của họ biết đến và yêu thích những cái idol như vậy thì họ sẽ có cái kết nối với brand hơn. Và cái kết nối đấy là để tạo ra khách hàng tiềm năng. Chứ nó không phải là tạo ra khách hàng sổ. Còn ở Việt Nam mình là livestream là thuyết phục người ta mua ngay lập tức. Thuyết phục người ta có những cái đơn bán hàng sổ luôn. Và cái như vậy thì cá nhân em nghĩ là nó sẽ không tạo dựng được mối quan hệ đối với khách hàng. Ví dụ như là ở Shopee chẳng hạn. Em tra một món đồ ví dụ như là quần jean ống rộng thì sẽ có hàng trăm hàng trăm brand bán nhưng không có một brand nào nổi bật và không có một brand nào mà người ta mua mà người ta nhớ đến cả. Hay cũng y ví dụ như là các livestream của các tiktoker, một livestream họ bán bốn brand, livestream sau họ tiếp tục bán 4 brand thì thực ra người mua như vậy họ mua là bởi vì cái tính sốc nổi của bản thân họ thấy hay quá, họ thấy bon quá, như em bảo là các bạn nói chuyện bon mồm quá, thì lúc đấy họ mua thôi. Nhưng vấn đề mà nói về cái tính thương hiệu Về cái sự kết nối với khách hàng Cá nhân em đánh giá là không có Và cái đấy là cái vấn đề nó rất là Trọng tâm ở Việt Nam Đấy là Về cái Cốt lõi là không có Cái tính branding là không có luôn Cái anh nói ở đây là Khi mà những cái livestream hoặc là những cái review á Như em nói là họ chỉ muốn bán cái sản phẩm đó đi Thì chúng ta quay trở lại câu chuyện rằng Tại sao người ta lại mua cái đó Tại vì nhu cầu người ta cần cái kiểu như thế cần cái kiểu thiết kế như thế ví dụ người ta cần một cái áo uh, áo áo uh, hoodie người ta cần một cái jacket và người ta cần cái form dáng đó và cái người livestream và người đưa ra một cái mức giá nó phù hợp với cái túi tiền của họ tại thời điểm đấy cho nên nhiều khi sốc nổi anh theo bản thân anh nha nhiều khi cũng không phải sốc nổi đâu mà kiểu nó đúng với cái nhu cầu của người ta và cái e-commerce thương mại điện tử nó khiến cho việc mua bán trở nên dễ dàng hơn nhiều thì đây là mình nói đây là giá trị của việc mà như kiên nói giá trị của việc rằng là khi các bạn tới những cái cửa hàng in-store khi tới cửa hàng in-store đó cũng là bán hàng đấy nhưng khi mà vào một cửa hàng các bạn sẽ cảm nhận được cái tinh thần của thương hiệu đấy đúng ừ, ừ, chính xác chính xác từ thiết kế từ màu sắc từ cả mùi hương nữa làm anh nhớ tới visvim mỗi một cái cửa hàng là một cái mùi hương hoàn toàn khác nhau rồi cái cách mà những người bán hàng ở đấy được đào tạo để kể cái câu chuyện chính xác chính xác. Họ được đào tạo để hiểu rằng cái thiết kế này nó mang ý nghĩa gì chính xác. Và nhiều khi họ anh đánh giá cao hơn các fashion influencer và content creator tại thời điểm hiện tại chính xác Đã chính thật. Đúng vậy đúng, đúng vậy, đúng. họ hiểu cái đồ mà họ đang bán không rồi, thực sự rất là nhiều không chính xác. Tại sao anh lại nói vấn đề này? tại vì cái cách mà các thương hiệu nội địa tại việt nam sử dụng cái cụm từ kol koc này nó cho người ta một cái cảm giác rằng càng nhiều người theo dõi càng nhiều người quan tâm không cần quan tâm rằng là ờ, cái, cái tệp khách hàng đó là như thế nào mặc dù anh cực kỳ thông cảm rằng là kinh doanh là kinh doanh nói về tính kinh doanh là anh anh với em không bằng người ta đâu thật sự là như thế thật sự là như thế phải công nhận cái điều đấy nhưng mà nó vô tình nó dạy hư, nó dạy hư làm cho các những người mang mệnh danh influencer có phần bị nhầm tưởng về cái sức ảnh hưởng của mình trong thời trang. Và nó dạy hư rằng là càng nhiều follower, càng nhiều người theo dõi, thì càng là fashion influencer, càng là người ảnh hưởng thời trang. Nhưng cái ảnh hưởng đó nó ảnh hưởng kiểu gì? Ảnh hưởng mang số cho thương hiệu. Có mang câu chuyện của thương hiệu đi xa hơn? Không Chưa chắc Chưa chắc Có khiến người ta hiểu hơn về thời trang hay không? Có khiến người ta yêu thời trang hay không? Hay bản chất chỉ là bán những cái thứ Họ cần thiết tại thời điểm đó hay không? Thì Nó là con hai Nó là hai chiều Chúng ta nói về Fashion influencer Chúng ta nói về content creator Chúng ta nói cái nơi mà cho họ cái Cái đồng tiền Ai cũng cần tiền anh cũng cần tiền em cũng cần tiền ngay cả chương trình này cũng cần tài trợ đúng không Nhưng rõ ràng rằng là chúng ta có thể cân bằng được những cái điều đấy và một điều đáng lo là các thương hiệu đang dạy hơn khi mà cái sự ảnh hưởng được tính bằng lượng người theo dõi cái thứ mà anh sợ nhất là sự ảnh hưởng bằng tính người theo dõi bất kỳ một cái cuộc tranh cãi nào ông nổi tiếng bằng người ta hay chưa ông được nhiều người theo dõi bằng người ta hay chưa Ông có được mời đến sâu này sâu kia Ông được mời đến <laughs> sâu này sâu kia hay chưa Đó là những cái Mang ra anh chấp nhận cái việc Ngồi xuống để xem mình đứng ở đâu Mình được công nhận bởi ai Nhưng đó Anh cũng mong rằng là những Bạn hỏi những câu đấy Họ có thể ngồi xuống và xem rằng Những cái người mà đang ảnh hưởng tới chân của họ nó, Họ đang đứng ở đâu trong cái Cái miếng bánh thời trang này để xem rằng là nó đúng hay là sai thì những người sáng tạo nội dung thời trang và những thương hiệu họ có nên chọn lọc để mà cái việc commercial nó là một chuyện và brand storyteller nó là một cái việc để cân đối cái việc này em nghĩ là Việt Nam cần củng cố cái điều đó hay không có chứ cần củng cố rất là mạnh và củng cố mạnh nhất để chính là về branding và các brand phải rõ ràng ra đâu là sale và đâu là branding branding là để chạy cho làm thế nào người ta biết đến thương hiệu mình người ta tin tưởng đến thương hiệu người ta có sự kết nối với thương hiệu còn sale là chuyện của các đội sale sale thì có thể generate ra uh, thu nhập sẽ generate ra uh, lợi nhuận để mà có thể nâng cấp rồi có thể là tiếp tục uh, gọi là xoay vốn đấy phải có nhưng mà khi mà sale mà lại không có branding thì thực sự là họ chỉ được nổi một trong một khoảng thời gian ngắn thôi, họ hết thời rồi, họ sẽ mất. còn branding khi mà đã nhắc đến những cái tên tuổi thì có thể là thời buổi này họ không phải là meta, nhưng thời buổi sau họ sẽ có thể là meta, họ vẫn có một cái branding, họ vẫn có một cái lượng người support và họ vẫn có một cái gọi là gì một cái tính lịch sử. còn khi đã không có branding, khi đã không có những gọi là những cái câu chuyện đi theo đấy thì gần như cái brand đấy nó chỉ là một cái cửa hàng bán đồ thôi chứ nó đấy chứ nó không phải là một brand không phải là một thương hiệu nó không phải là thương hiệu đấy thì mọi người đều biết rằng đợt dịch covid 2020 nó ở tại thị trường Việt Nam thì đối với bản thân mình nó là một bài test thanh trừng khi mà người ta không thể người ta ở nhà người ta không có một nguồn thu nhập nhiều như ngày xưa thì cái việc chọn lọc thương hiệu rất là lớn cũng như rằng cái việc tiếp cận những cái nội dung rất là lớn thế nên rằng là cái việc hiểu về thương hiệu và trung thành với thương hiệu và biết thương hiệu đang bán cái gì nó là một cái bài test và rõ ràng sau khi mà mở cửa cũng như mình thường ngoái trở lại có rất 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 nhiều thương hiệu đóng cửa Đóng cửa ở đây một chuyện là gì? Về thu nhập, về nguồn vốn đó là một điều không thể nào bàn cãi được rồi. Nhưng có một vấn đề lớn hơn đó là họ mất trong tâm trí của khách hàng. Họ muốn nghĩ chạy theo con số, chạy theo đồng tiền. Và khi mà ở thời kỳ thịnh vượng nhất họ không đầu tư vào branding. Mất một khoảng thời gian khách hàng không thể nào tiếp cận họ dù có mạng xã hội, dù có như thế nào nữa đó nữa. Tại vì rõ ràng anh nói cái cái cảm giác mà tới cửa hàng mà chọn được cái món đồ mình thích rồi feeling nó mặc nó thử nó nó là một cái cảm giác vô giá họ không làm được điều đấy thì bây giờ nếu người ta không hiểu được cái branding thì chết quay trở lại câu chuyện rằng là ở việt nam và cả quốc tế cái sự ảnh hưởng giữa người ảnh hưởng người ảnh hưởng influencer và thương hiệu quốc là sự kết nối mật thiết với nhau hai bên cùng đi hành hai bên cùng song hành là họ chính là hình ảnh của thương hiệu họ làm bất kỳ một cái gì nó cũng là liên quan tới thương hiệu và cái việc rằng là cái fashion influencer làm gì đúng hay sai nó cũng thể ảnh hưởng tới thương hiệu những cái câu chuyện của Ngô Dược Phạm anh nhiều đúng tên ông ta Chris, Chris World Kanye West tại thời điểm hiện tại Kanye West gần như là với cái anh biết về bản chất nếu mà tính sâu xa thì Kanye West là một người vẫn khiến anh phải nè dù điên dù có những lập thái niên nhưng mà cái niên nó nó có cái xông xa của nó nếu mà tự tìm hiểu nhưng mà những cái thứ làm hiện tại của Kanye West đã khiến cho Malaysia cho Adidas cho ai nữa ta ngắt cũng có thể cancel hết toàn bộ dự án tại vì đó cái người ảnh hưởng như thế thì có ảnh hưởng xấu tới những đối tượng khách hàng sử dụng của brand hay không khiến người ta hiểu nhầm về brand hay không cancel thế em nghĩ rằng là cái việc ăn bánh trả tiền này nó ở ở cái mức quy mô cao hơn mà hiện tại ở Việt Nam để thấy được cái sức ảnh hưởng của influencer và brand nó như thế nào? Cá nhân của em nghĩ là cho đến thời điểm hiện tại bây giờ đi thì cái sự ảnh hưởng của brand Việt Nam nó vẫn đang là còn ít <laughs> bởi vì là cái số lượng KOL và influencer mọc ra rất là nhiều có thể ông này bị phốt người ta bỏ qua cái hai ba tháng sau bốc ông khác quá nhiều lựa chọn nó cũng giống như kiểu là celeb Việt Nam chẳng hạn dính phốt tầm khoảng một hai tháng thậm chí là một năm sau lên họ vẫn cứ là ok thì cái vấn đề đấy là cái vấn đề mà em cảm thấy là khá là bất bình đấy bởi vì là cái chất lượng nó không có còn để mà lấy những cái case study ví dụ như là Chris Wu này ví dụ như Kanye West này hay là ví dụ như vụ kiện của Travis Scott này thì bởi vì là họ là những người đại diện cho brand họ rất lớn và họ đi theo cái tinh thần của brand cho nên là tất cả những cái ảnh hưởng của họ đều ảnh hưởng lại về brand rất là nhiều nhưng mà bây giờ những kol influencer việt nam thì gần như là cái sự ảnh hưởng của họ brand thậm chí là bây giờ có vẻ là chưa ảnh hưởng lắm mà có thể là ảnh hưởng nhưng đều hoàn toàn có thể xử lý được khá là êm đẹp đấy, rất là tốt quá là nhiều sự lựa chọn cái lượng mà follower trên tiktok là một triệu bây giờ nó rất là nhiều có thể bạn này bạn ấy không bán được ngày mai ông tôi nhảy sang chỗ khác thì đấy là cái vấn đề là bởi vì brand, nó không, brand không có branding nhảy sang ông khác ông khác lại nói thì người ta còn nhớ branding kia lại đâu thì nó rất là đơn giản nó rất là dễ làm nên cái là cái chính vì cái sự gọi là thiếu nhận thức thiếu kiến thức về branding nó lại càng đẩy cho cái việc ăn bánh trả tiền ở Việt Nam nó rất là rất phổ biến và rất dễ để thực hiện và cá nhân của em nghĩ là mình cần phải cái vấn đề này là về vấn đề educate mình phải educate không chỉ là về brand hay là về influencer mà là về người xem về người dùng làm thế nào để họ hiểu được là những cái hành động những cái hành vi mà nó không tốt nó sai trái nó như thế này thì chúng ta cần phải đồng lòng để mà loại bỏ nó đi hay là cần phải đồng lòng để thay đổi nó chứ không chỉ đơn giản là ông cứ bán thì tôi mua thì đấy là cái vấn đề mà em suy nghĩ nó là ở cái diện nó là ở Việt Nam mình nói như thế. Nó Trung Quốc hay gọi là phong sát đấy Nên là phong, nhỉ? phong phong sát, nhân sầu, văn hóa thể chay đúng không? Đấy, đấy. đấy. Thì... Đây cũng là một cái point anh muốn nhắc trong vấn đề ở đây. Chúng ta nói về thương hiệu, chúng ta nói về người ảnh hưởng. Vậy thì người nuôi thương hiệu và người nuôi người ảnh hưởng là ai? Là thị trường, là người tiêu dùng. Thì cái chúng ta cùng nói về văn hóa xem cũng như là nhận thức của người tiêu dùng tại Việt Nam tại thời điểm hiện tại đi. Thì những cái fashion content creator và fashion influencer tự phong, nên gọi là tự phong, Hiện tại nó đến từ một phần đó là cái sự đón nhận rộng lớn của thị trường và đặc biệt là thị trường trẻ. Chúng ta cùng xem xét rằng là cái vấn đề nó xảy ra như thế nào. Thì em có nghĩ rằng là người đọc và người xem cũng như là người tiêu dùng của chúng ta quá dễ tính với cái lượng thông tin khổng lồ như hiện nay Quá dễ tính. Em nghĩ không phải là từ quá dễ tính nữa mà là phải gọi là dễ dãi. Dễ dãi. Mà dễ dãi từ những cái scandal của celeb cho đến là về thời trang Celeb còn thậm chí là còn có những cái sức ảnh hưởng lớn hơn nữa mà Từ những cái sự việc của Đông Nhi này cho đến sự việc của Hiền Hồ này Em cảm thấy như là cái làn sóng mà phản đối hay là cái làn sóng đứng lên để mà nói ra những cái điều đúng đắn Nó chỉ được trong một khoảng thời gian nhất định thôi, một hai tháng gì đó nhưng mà sau đấy mọi thứ đâu nó lại vào đó và từ như vậy, từ cái sự dễ dãi của khách hàng, từ cái sự dễ dãi của fan khiến họ cảm thấy là họ bị ảo quyền lực. Họ thấy là tôi đã có từng này fan rồi, tôi đã có một cái xây dựng được ra một cái hệ thống rồi. Có vấn đề gì tôi chỉ cần ẩn đi một tí sau tôi căm bách lại, tôi có một cái chiến thuật marketing nó sốc hơn, nó nó bùng nổ hơn thì tôi sẽ lại căm bách được lại thôi. Thì em nghĩ là đầu tiên là về khách hàng cho đến độc giả Việt Nam cho đến view ở Việt Nam là cực kỳ dễ tính và thậm chí em nói là dễ dãi mà nó lại bị buồn cái thế này chúng ta dễ dãi những cái thứ chúng ta không cần dễ dãi và chúng ta khó tính ở những cái thứ chúng ta không cần phải khó tính ví dụ trong khoảng một tuần gần đây có một cái có một cái status của nhiều trang khác nhau đó là Sai lầm của tuổi trẻ đó là mua thương hiệu nội địa, mua local brand Rất khó tính Anh tưởng là khó tính nó kiểu là Do local brand làm đồ chất lượng thấp, làm whatever, các thứ, các thứ, các thứ, ABC, các thứ Vân vân và mây mây Xong rồi nó họ dẫn một link shopee Và đẩy hàng tao bao Quảng Châu trực tiếp chạy thẳng về Việt Nam thông qua sàn thương mại điện tử Chúng ta lại dễ dãi trong cái phải chúng ta không cần dễ dãi ừ. Chúng ta khó tính trong cái việc chúng ta cần mở lòng hơn. nên anh thấy có nhiều vấn đề mà nó, nó 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 rất là bị buồn cười đối với người xem tại Việt Nam. chúng có nghĩa là cái kính nhìn của chúng ta nó nó vẫn còn rất là ngắn. chúng ta cần phải nhìn dài hơn. về thời trang cũng là như thế. quay trở lại câu chuyện rằng là tại vì dễ dãi quá, cho nên chúng ta cho cơ hội cho những người sáng tạo nội dung thời trang không chuẩn mực họ có cơ hội để mà có được những cái thứ mà bất kỳ một cái brand nào họ quan tâm đó là số engagement, reach, lượt xem, lượt view, lượt like, tất cả mọi thứ. Những con số đó nó là con số thật ra khi mà em kinh doanh em nhìn con số mà. Thích. thích. tỷ lệ hoàn đổi đơn rồi tỷ lệ người xem rồi hoàn đổi đơn. Thích, thực dụng, ra tiền, một phát. Tất cả anh họ em và người kinh doanh con số đó rất thuyết phục. Vậy thì chính chúng ta dễ tính Chúng ta nuôi những thương hiệu dễ tính Nuôi những thương hiệu no brand Không có câu chuyện thương hiệu Không có câu chuyện Và chúng ta lại đòi hỏi thương hiệu nội địa Việt Nam phải phát triển thôi Cá nhân em nghĩ thì đấy là do Em không biết được là em chưa tìm được ra một cái từ nào khác Nhưng mà cái từ em đang bật ra thì chính là sự cổ hủ từ văn hóa Việt Nam Đó là vấn đề như thế này khi mà chúng ta đã tin một ai đấy hay ví dụ như idol chẳng hạn tin một ai đấy thì chúng ta sẽ rất là dễ tha thứ người ta có làm sai gì đấy thì cũng chỉ bảo đấy người ta xin lỗi rồi nhưng mà người ta lại bị ải à, đúng rồi từ bị từ định kiến vì có rất là nhiều phốt của các local brand rất là nhiều những cái sự cuộc tranh cãi thậm chí là có scam cho nên là đột nhiên phần lớn lại bị định kiến là local brand là tệ và cái khi mà đã bị định kiến như vậy thì họ lại rất khó mở lòng họ dễ dãi là họ dễ dãi minh tứ và họ đã quen thuộc rồi nhưng mà họ khó tính là bởi vì giờ cái định kiến của họ quá cao cho nên là họ không mở lòng ra để mà chấp nhận những cái mới cá nhân em nghĩ nó là như vậy khi mà họ đã quá quen về cái việc là lên shopee mấm đồ họ không cần nghĩ đến branding họ không cần nghĩ cái gì cả thì mọi thứ nó rất là dễ dãi họ quen rồi nhưng mà vì những cái em nói thẳng là đấy phốt từ scam cho đến chất lượng tệ cho đến chăm sóc khách hàng không tốt nó bị ăn vào trong tâm trí của người Việt là à local brand là tệ cho nên là từ những cái định kiến như thế họ mới lại bị quy ra là đây ôi rồi cái local brand là vứt và từ những cái định kiến như thế nó lại có những cái post đấy sai lầm tuổi trẻ là mua local brand thì đấy là cái việc mà người Việt Nam mình đang bị mắc ở giữa hai cái đấy cá nhân em như thế thì em cũng có thể gọi được là tiêu chuẩn kép đấy Thật, anh nghĩ đó là một cái vòng luẩn quẩn anh anh đặt ngược câu hỏi trở lại là Em nghĩ vì sao mà người ta lại mua những cái đồ low brand kém chất lượng? Ai là người làm ra? Ai là người mang nội dung ra? Ai là người kêu mua đi? Ai là người kêu đó? Fashion content creator và fashion influencer. Nó là một cái vòng vô cùng luẩn quẩn. Nó luẩn quẩn cách đây cách phải 5 năm rồi. Nó cứ luẩn qua luẩn quẩn. đó là lý do vì sao các bạn kêu kêu rằng là những người như mình hoặc là như Kiên tại sao cứ phải đấu tranh như thế? Tại vì muốn để cho mặt bằng chung và tiêu chuẩn nó cao hơn thì chúng ta phải làm sao cái vòng luận của nó giải quyết từng cái khúc mắt một. Chúng ta cùng nâng cấp, chúng ta cùng nâng tiêu chuẩn. Chúng ta cùng chọn những cái nội dung, trùng chọn những cái mà 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 nó tốt cho chúng ta. Và chúng ta có sự chọn lọc, quan trọng là chọn lọc. Tại vì xuất phát điểm của anh là một người không biết gì về thời trang. Có nghĩa là anh giống tất cả bao người ở, ở đây, bao nhiêu người coi anh tìm hiểu, anh nghiên cứu, anh đọc rồi anh cũng nhận lời phán xét rồi bị chê bai rồi cũng được khen rồi tất cả mọi thứ y chang tất cả mọi người vậy. Nên anh nhiễm nhiên, anh nhiễm nhiên cho rằng người khác cũng có thể làm được như mình. Thà ví dụ anh được học về thời trang đi, anh phát triển ở một cái nền tảng cao đi, người khác không thế. Thì ok, do anh khó. Còn đây là anh cũng từ giống như người ta không? Cũng là một thằng không biết gì về thời trang, cũng là một thằng kiểu cũng phải đi tìm hiểu các thứ rồi nó lên. Thế anh nghĩ như người khác, người khác cũng có thể làm được như thế. Tại vì cái việc chọn lọc thông tin và chọn những cái nguồn trải nghiệm, thiếu trải nghiệm, trải nghiệm. Và khi chúng ta, em biết, chúng ta fashion influencer, content creator trao nội dung, yêu thương, thích, trao niềm tin. Niềm tin đã bị phản bội rồi thì người ta mất lòng tin và căm thù cái, cái, cái việc đó. Cho nên đó là một cái phản ứng bình thường. Đó là lý do vì sao cái từ trách nhiệm nó rất là lớn, có thể nó không ảnh hưởng cho các bạn ấy, cho đồng tiền các bạn ấy là, nhưng nó ảnh hưởng tới nguyên một cái hệ thống thương hiệu nội địa tại Việt này nó to hơn rất là nhiều. Đó là lý do vì sao mà anh nghĩ cái postcard này mọi người sẽ có trở nên khó tính hơn, đừng dễ dãi nữa, để mà mọi người có thể không phải giúp cho mọi người nữa mà giúp cho nên thời trang Việt Nam nghe nó nghe nó nghe nó quy mô đấy nhưng mà chỉ cần một người hai người mười người một ngàn người hai người họ bắt đầu chọn lọc rồi thì sẽ giúp tẩy đi những cái nội dung thời trang rồi các thương hiệu họ phải cạnh tranh kiểu gì tập trung vào sản phẩm đúng rồi chính xác chính xác thì lúc đó những cái phốt là kiểu mua một cái áo 500 nghìn mà thua đồ tao bao Quảng Châu Trung Quốc nó còn nữa ta Ủa, chính sao Cứ cứ cái vòng luận quẩn, suốt 5 năm, 10 năm rồi nó cứ vòng luẩn quẩn như vậy không thoát ra được Không thoát ra được Vậy thì Chúng ta cùng nói là Tiêu chuẩn của người đọc Nên được nâng cấp hơn Để từ đó Các fashion content creator Hoặc là những người Ảnh hưởng thời trang Được nâng cấp hơn Vì cốt lõi vẫn là Đúng không? Là người tiêu dùng Người đọc Bởi sao? chị Em có một cái gọi là Không gọi là lời khuyên Tại vì anh em mình Làm gì có dám lời khuyên Một cái recommendation Một cái sự Chỉ nghĩ gai tip gì đấy Dành cho các bạn làm sao Để mà có thể tự mình nâng tập Ừ, để khó, tính lên. Thể khó tính khó lên Khó tính lên Nhưng mà khó tính Với một cái mindset cởi mở Nó là như vậy Như anh, anh bảo là Vì anh là xuất phát điểm Anh không biết gì Đúng, em cũng, cũng thế Đúng. Đúng Mình chả học gì về thời trang Mình cũng bắt đầu từ những cái sự đam mê Đơn thuần là chỉ là một cái món đồ Anh là giày, em là đồng hồ Cho nên là mình rất là cởi mở ai ai cũng sẽ phải đi qua từng cái chặng đường một cũng phải đi qua từ cái sự gọi là ngố rồi từ cái sự fan rồi dần 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 mình mới lên rồi dần mình mới có cái gọi là một cái định hình nhất định về phong cách nhưng mà đấy là sự cởi mở đấy là đón nhận mọi người sự cởi mở chứ không phải là sự dễ dãi nhưng chúng ta khó tính đấy chính là chúng ta chọn lọc ngay không chúng ta biết được cái nào là cái nên được gọi là đón nhận và cái nào là cái mà nên phải lên án để mà chúng ta thay đổi cho nên là đấy các bạn, khó tính lên. Khó tính nhưng mà với một cái mindset tâm trí cởi mở và đón nhận những thứ mới. Đón nhận thông đón nhận thông tin và chọn lọc chúng. Đúng rồi. Sao cho nó phù hợp với bản thân của mình. Đúng rồi. Chính Mấy xác. Thì đó là một cái điều mà mình luôn canh cánh trước giờ. Mình làm tất cả các nội dung từ bài viết tới phiếm thời trang đều mong muốn một cái rằng là mindset và cái sự khó tính của chúng ta trong tâm thế cởi mở còn nhận những cái thứ thông tin có nghĩa rằng là kể cả cái thông tin đó đúng hay sai chúng ta mình luôn luôn mong muốn các bạn debate các bạn tranh cãi vấn đề đấy nhưng mà tranh cãi theo hướng là cởi mở nhắm vô có nghĩa là khó tính tại vì khó tính mới tranh cãi chứ chẳng ai dễ tính đi tranh cãi cả đúng ừ, rồi chính xác khó tính để đi tranh cãi nhưng tranh cãi ở đây là gì để có một cái nhìn cởi mở hơn cởi mở chính xác để có một cái nhìn nó rộng hơn và cái kết cái outcome cái kết quả cuối cùng kể cả mình kể cả những người sáng tạo nội dung và người theo dõi nội dung đó là một cái nhìn nó tổng thể hơn, ừ. Đúng nó hiểu về thời trang hơn, biết rằng là chúng ta nên làm gì tiếp theo. còn bây giờ nó cứ như thế này. Họp... còn đặt là bằng có à, à, tính lên, Họ tính lên nhá hiểu rồi right. đấy. giống như là em với anh Minh cũng bảo, đừng có lười, chăm chỉ lên, không được lười, lười mán sổi là nó chỉ có lụt xuống thôi. chỉ có không thế. Được lười. không bao giờ lên được đúng rồi chỉ có thế thôi kể cả là từ trải nghiệm thời trang đừng có đặt hàng quá nhiều trên mạng chạy đến nơi thử tận nơi mặc vào cảm nhận nó đi đừng có chỉ là ôi anh này mặc đẹp quá có khi mình mặc đẹp mặc là đúng đừng cũng đừng theo kiểu là ôi chị này chị nói hay quá mình nghe không tự trải nghiệm bây giờ mọi thứ kể cả là từ những công việc gọi là siêu sao từ những công việc gọi là ngặt nghèo nhất mọi thứ nó đều trên google và chúng ta hoàn toàn có thể google và chọn lọc thông tin Google hoàn toàn có research paper nhưng Google cũng có cả báo lá cải đúng cho nên là cái khó tính của chúng ta là chúng ta cần phải chọn lọc đúng đấy là khó tính lên nha khó tính khó <cười> tính <cười> là keyword <laughs> thế thì quay trở lại rồi với em là một người sáng tạo nội dung thời trang thì cái mà em mong muốn là một người được nhiều người đại chúng biết tới hay là em mong muốn là một người được công nhận và được nói chung là được chứng nhận bởi những người có chuyên môn thì ai sẽ là người có giá trị với em và em mong muốn là mình trở thành một người như thế này cá nhân em thì em muốn là một người mà đem được lại nhiều giá trị cho xã hội chứ không chỉ đơn giản là được giới công nhận cá nhân em thì em vẫn rất là tin tưởng là nếu mà mình luôn luôn trau dồi mình luôn luôn học hỏi thì giới học thuật giới chuyên môn sẽ công nhận rồi bởi vì em là rất là thần tượng và rất là ngưỡng mộ Virgil Abloh. Mặc dù nhé, các bạn có thể bảo đấy, ui rồi thằng này fan nửa mùa, mày biết từ cái thời Pyrex không các thứ kiểu ok, lúc đấy tôi đang còn chưa biết thời trang là cái gì sao tôi biết được. Nhưng mà khi mà đã yêu thích một nhân vật, khi mà đã được gọi là vơi cảm hóa đấy, khi mà đi tìm những câu chuyện xong dần dần thì em mới rất là có một cái niềm tin đấy chính là kể cả là mình có được coi là người ngoại đạo nhưng với một cái mindset cởi mở Với một cái sự tinh thần học hỏi Và luôn luôn là cầu tiến Luôn luôn cố gắng lên Thì mình sẽ đem lại giá trị cho xã hội Và khi đấy thì giới học thuật hay là giới chuyên môn Người ta cũng sẽ phải công nhận Bởi vì sản phẩm của tôi đã đạt ra đây rồi Hiểu Từng qua từng season Từ cái season đầu tiên là đã bị mát rất là nhiều Season thứ hai vừa rồi cũng bảo là bị ăn cắp uh, Van Waterbrook à? Rồi những cái đấy. xong rồi Những cái season tiếp theo cũng đều ai ai cũng kiểu những người trong giới đấy đều bảo là Viral là ăn cắp này nọ triết lý ba các thứ nó không hay các thứ nhưng mà đến khi mà đến những cái những cái collection cuối cùng thứ 8, thứ 9 gần đến nhất cuối cùng ở thứ 9 là ông ấy mất rồi thì đến lúc đấy mọi người mới công nhận cái sự đóng góp cái làm cho mọi người cởi mở hơn từ streetwear cũng có thể lên được high fashion nó làm mọi thứ cái ngành công nghiệp thời trang nó cũng thay đổi rất nhiều thì đấy là cái mà em gọi là rất là học học hỏi và cái mà em muốn làm cho nên là nếu mà bảo là một người để mà cái đối với nhân em là câu hỏi của anh ấy thì em sẽ lựa chọn là đấy là đem đến giá trị cho mọi người sau đấy giới học thuật người ta sẽ chấp nhận mình thôi hiểu ok hiểu quan trọng là được được em mang sản phẩm em được công nhận bởi thị trường Ờ, nhưng mình cũng phải ngồi xuống xem rằng là người công nhận nó là ai. Anh nói thật là nhiều khi anh làm những cái series phím thời trang bây giờ tương tác nó cũng cao. Nhưng mà nhiều khi cái niềm vui của anh nó lại đến từ những cái người đọc mà ngày xưa của anh. Những cái bài viết mà được người đọc ngày xưa hoặc là những người có cái vai trò trong cái ngành công nghiệp thời trang này họ yêu thích. Anh cảm thấy nó là một phần động viên rất là lớn thì cái kia cũng là vui đấy cũng cũng là kiểu mọi người công nhận mọi người yêu thích ồ oh, có nghĩa là tiếng nói của mình ngày càng tốt hơn nhưng nhiều lúc mình cũng phải ngồi xuống xem để không bị cái cảm giác là hoang tưởng là bị uh, ảo tưởng sức mạnh á mình cũng cần để xem là à cái bài viết của mình đang có những người này theo dõi mặc dù tương tác nó chả bao nhiêu nhưng rồi nó không phải là gì so với những cái series phím thời trang là nhưng mà anh happy với điều đó hơn anh cảm thấy yêu thích điều đó hơn rồi Nãy giờ căng não rồi, bây giờ đến cái phần anh em tôi bắt đầu nổi máu gọi là ừ. Lemon tree đấy ừ. Thì uh, chúng ta đến cái phần phiếm nhất Thì em nghĩ sao về các khái niệm Thời trang được các fashion content creator sử dụng rất là nhiều Trong thời gian đây và nó mang cho anh một cái cảm giác rất là khó chịu đó. Soft boy You see gay boy rồi bad boy cùng rất 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 nhiều cái cách đặt tiêu đề làm sao để có thể tán đổ một cô nàng à, ăn mặc làm sao để tán đổ một cô nàng ăn mặc làm sao để trở thành một phi công uh, chất chơi rồi ăn mặc làm sao để mọi chàng trai gục ngã nếu ví dụ những cái gì đó liên quan tới cái việc vấn đề tâm sinh lý thì anh hỏi chẳng quan tâm đâu nhưng nó có cứ giữ tử ăn mặc ăn mặc là thời trang đúng không ăn mặc là thời trang thì nó tất nhiên là nó là cái mà anh đang làm này thì những nhà sáng tạo nội dung thời trang sử dụng những cái tiêu đề đấy và nó tạo ra một cái sự một cái khái niệm mà anh nghĩ rằng là 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 nó cũng nửa trường xuân nó nó không có một khái niệm gì gọi là một người đàn ông mềm mại một cậu trai mềm mại hoặc một cậu trai kiểu tệ hoặc như thế nào đó liên quan đến thời trang cả chứ bây giờ anh đọc rất là nhiều về serial killer à. những kẻ sát nhân hàng loạt ăn mặc vô cùng chỉnh chu nhìn con không biết là kẻ sát nhân hàng loạt là... đấy trai tệ của mấy người đấy trai, trai tệ đó. là là những cái hành vi tệ cực 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 kỳ tệ mà ăn mặc Thậm không. chí nhìn còn nớt cơ ờ, nhìn rất là nớt Nhìn rất là kiểu thôi Nhìn kiểu không thể nào nghĩ là một gã đàn ông như thế được Lên trên mạng 10 cái clip thì Làm sao để trở thành một soft boy Làm sao để có thể mà gọi là ở kiểu, kiểu Với một cái công thức là Áo rồi cái quần chẽn rồi kiểu mặc như thế Ti tỉ ti tỉ ti tỉ ti tỉ Nếu mà nó tương tác thấp thì thôi ok Nhưng không nó còn rất là mạnh và coi ở dưới là tôi muốn mặc như thế này. Anh sâu tính đến mức mà anh còn coi cái người đặt comment đó là cơ thể như thế nào và anh chỉ lắc đầu ngang ngán là nó không phù hợp với bạn ấy. Nó không phù hợp với bạn ấy. Đây là lời khuyên của mình dành cho những bạn theo dõi những cái người sáng tạo nội dung thời trang á. Nếu mà họ là một cái con mannequin mình nói hơi thô một tí để mặc đồ thì bạn nghĩ rằng là cái mình có phải là con mannequin nói hay không? Tại sao anh nói làm nó Tại vì đơn giản cái cái nhiệm vụ của manơ canh là mặc đồ. Manơ canh có nói về kiến thức không? Không. Manơ canh có nói về uh, câu chuyện thương hiệu không? Không. Manơ canh có uh... có tinh thần không? Có không. tinh thần không? không. Manơ canh làm gì? Treo đồ để bán. Đó, câu chuyện nó lại như thế. Nói nghe ác mồm ác miệng vậy nhưng mà nó đúng lại như thế. Thế nên rằng là những cái khái niệm hài hước này nó khiến anh bị đau đầu và anh không biết là ở phần phía em thì em cảm thấy như thế nào. Tại vì anh có coi cái series của em, có có coi và em chọn cái cạnh chọn kia cạnh là khéo hơn. Anh, anh là kiểu tắt thẳng luôn. Còn em là kiểu là, ừ, nó có thể phù hợp với bạn này có thể như thế này kia là chọn một cách kiểu đi đường nó mềm mại hơn. Anh, nên anh không biết là cái suy nghĩ của em về vấn đề này nó như thế nào cái cảm giác của em đó chính là bực bực với cái pờ ừ. bực bực rất là bực bởi vì là cái khái niệm đấy nó không có khái niệm nó là con người nó là con người như kiểu ví dụ như sò moi nha các bạn này khi mà mình tiếp xúc với anh chí thì đây là một xóm moi chính hiệu nói bé lắm anh chí nói bé lắm cứ phải đứng rất là gần phải cần gũi các thứ thì mới nói chuyện với anh chí và giọng anh Chí cũng không hề đánh đá như ở trên phím thời trang Giọng anh Chí rất là hiền luôn Sop boy ạ boy soap là gì? Sop là mềm Đấy Cái cách mà anh Chí nói chuyện mình như kiểu là thủ thỉ hai anh em với nhau xong boy boy Thế tại sao mọi người không ai gọi anh Chí Sop boy? Đột nhiên cái khái niệm bị lệch lạc không? Tại sao lại gọi những cái bạn uh, Có vẻ hơi lãng tử một tí Hơi Hàn Quốc một tí này là Sop boy Nhưng đâu nói chuyện Các bạn cứ đốp chat chửi nhau bút bút thì làm sao được Đúng rồi thì đấy. Thì em cũng có vấn đề cân cấn về cái đấy nhé Cho nên là em cũng research rất là nhiều về cái cụm từ shop boy này Bởi vì cái cụm từ soft boy này nó không phải ở Việt Nam Nó là từ nước ngoài, nó là từ cái thời e-boy rồi bắt đầu lên cơ Thì soft boy theo như cá nhân em hiểu nó là một cái aesthetic mà được đặt ra những cái khái niệm mà chúng ta đặt ra là cũng chỉ để gọi tên và để để, để nhận danh thôi mà Thì một cái aesthetic như thế nào thì nhìn nó mềm mại Chứ nó không phải là một phong cách Em lấy ví dụ như là kiểu anh uh, Galax chẳng hạn Chơi Balenciaga rất grunge Rất là ngầu luôn Nhưng mà cái cách nói chuyện cho đến cái cách pose dáng nó rất là nhẹ nhàng Nhìn mặt rất là đáng yêu Soft boy, soft boy đấy Thì đột nhiên về Việt Nam Nó biến tướng và nó trở thành Nó trở thành một cái một một, một cái set đồ Đấy này, công thức. Đấy, nó trở thành một cái set đồ phong cách soft boy Em đúng kiểu Gọi là gì, hơi cay ấy Bởi vì, vì những cái gì đột nhiên mình truyền tải ra này các phong cách các thứ rồi các anh mặc các thứ đột nhiên bị bay hết vào sọc boy Đấy, xong bay hết cả cả bad boy luôn đột nhiên cái công sức của Hedi Slimman làm ra những cái từ cái thời uh, SLP từ YSL lên SLP các thứ đột nhiên thành hết mặt boy nó à. nó còn uh, một chiếc áo uh, <laughs> hai sọc trắng <laughs> nữa thiết kế tính, tính thiết kế đấy kiểu đột nhiên từ đâu ra vậy kiểu các bạn không tìm hiểu về cái kiến thức nào cả mà các bạn đột nhiên bị ép nó vào luôn bị quy chụp rất là nhiều thà ông anh nói thật nhá thà <laughs> kiểu không biết đi mình không mình không cả ừ. kiểu chỉ đơn giản là người ta thấy vừa mắt người ta thấy đẹp người ta mua ok ok không có vấn đề gì mình không nấu sâu tính là mình đi nói những người như vậy đúng rồi chính xác nhưng mà không anh nói cái chủ các bạn nên nhớ cái chủ đề của cái postcard này đó là fashion influencer và fashion content creator, cái thứ mà tụi mình đang nói là những người sáng tạo nội dung thời trang cho nên tụi mình đặt nặng cái vấn đề về nội dung thời trang rất là nhiều đúng rồi, chính xác. Và đây là đã không biết nhưng mà cứ cố gắng ép cái một cái cụm từ nào đấy nghe nó chuyên môn, nghe nó chuyên ngành. Đấy cụm từ menswear nghe nó có kỳ khủng không? Ừ. Nghe rất là ngầu. Nghe rất là ngầu. Mặc menswear thể hiện sự nữ tính nam cường là hay là cái gì đấy. Ok. <laughs> ok. Đấy Rồi còn thêm cái nữa em cũng nhận thấy đấy chính là Ngộ nhận về những từ khóa Ngộ nhận về những khái niệm Chọn grunge Nhưng mà mặc gothic Nhưng khúc còn không phải là ra gothic cơ Nhưng mà cứ phải áp cái từ grunge đấy vào Bởi vì cái từ grunge đấy bây giờ nó đang là trend Đấy Thì quay trở lại cái đi Các bạn sử dụng cái cụm từ Ồ uh, các bạn ghi là daily outfit Mặc hàng ngày trải nghiệm thời trang nghĩa là mình đây ok bạn ấy đang đang trải nghiệm và nhiều khi bạn ấy đang pha giữa brunch và hoặc là gothic kiểu con người mà bây giờ kiểu bây giờ mặc casual mà phối đường phố hoặc casual hoặc kiểu mặc makekin hoặc whatever họ thích và họ đang trải nghiệm điều đấy mình càng đánh giá cao điều đấy có thể là nó không vừa mắt mình theo một cái tiêu chuẩn cá nhân đi đúng không quan trọng họ vui quan trọng họ trải nghiệm và họ nghĩ đây là cái sự trải nghiệm và một cái outfit hàng ngày họ quay điều đấy anh thật sự không thể khó chịu về điều đấy anh nhìn vào cái hashtag. <laughs> anh nhìn vào cái hashtag, anh kiểu ồ oh, là sao? Là như thế nào và cái cách mà họ truyền tải tới người người xem. Muốn gì hạnh, các bạn hay nói anh nghĩ cả có cả em nữa là đang vô tình áp đặt những tiêu chuẩn quá Để thời trang nhưng mà chúng ta không hề áp đặt. Mặc gì thì cứ mặc, trải nghiệm gì cứ mặc. Cái cái này nó chỉ là cái công thức thôi. Nó chỉ là công thức còn các bạn là biến số. Đúng rồi, chính xác. Các bạn có thể biến cái công thức đó nó to lên, nó đẹp hơn, nó như thế nào thì các bạn lại biến số. Đúng không? Chính xác. Chỉ các bạn hiểu được vấn đề chính đó Chính xác là như vậy. Như em với cả anh Dương Tổng này. Mình mặc, mình bảo là gì? Lại vintage inspire. Nghĩa là mình được lấy cảm hứng từ những món đồ vintage, từ cái nhìn vintage cho hơi cũ cũ, hơi già già một tí. Cho nó mặc đồ toàn đồ mới mà. Thế đột nhiên hashtag vintage ở đấy là nào được? Không được, không được. Làm sao mà làm thế được? Đấy, thêm cái nữa đấy. Cứ mặc đồ đen là dark wear. Khái niệm nắp web không khó không có một cái một cái đấy rồi đấy hoặc là đấy mặc đồ có khi là hơi uh, hơi mang tính gọi là 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 một tí đi thì đấy cứ nói rồi nếu mà các bạn không hiểu khái niệm nhé thì các bạn cứ nghĩ là gì à style đấy thêm cái từ inspire vào cho mình là các bạn lấy nguồn cảm hứng từ cái đấy chứ các bạn đừng có ép đặt cái đấy là style đấy ví dụ như là các bạn đang không biết góp là cái gì đi nhưng mà các bạn thấy trên hình hình ảnh là à, đây góp co nó là mấy cái áo chống nước như này các thứ đây Các bạn mặc vào Nhưng mà nó chưa ra được cái tinh thần Người ta sống ở trong cái như thế Người ta ở trong môi trường như thế thì người ta mới ra được cái tinh thần góp co Thì các bạn ghi vào là góp co inspire Chứ không phải là góp co Đấy là một cái mà cái trick mà mình hay làm đấy Bởi vì đương, đương, nhiên rồi không phải là một người nào Ví dụ như mình chẳng hạn mình cũng công nhận là mình là tắc kè Đôi lúc thì mặc hơi kiểu dress up một tí kiểu như kiểu đi tiệc đấy mặc thất các thứ đôi lúc thì lại casual thậm chí là đấy mặc luôn cả gọi là school girl, các thứ kiểu thì bây giờ đâu có phải là khi nào mình cũng chỉ có một cái hashtag hay là đâu phải khi nào mình chỉ có một trong một cái khung nhất định đâu và kể cả bây giờ thời thời trang nó là rộng mở mỗi nơi có thể lấy được một tí gọi là nguồn cảm hứng các thứ mà lại cứ ép cứ ép những cái chìa khóa cứ những cái từ khóa vào để dành cho mình thì cái đấy là cái không nên và chất vẫn là chỉ muốn là theo hash đúng rồi bản chất là muốn theo được cái xu hướng cái cái xu hướng keyword các thứ cái cái keyword chứ còn chính xác là cái gì thì không biết vậy Đây, là cái... vậy là kiểu <laughs> em đam mê <laughs> em đam mê <laughs> đam mê của em là thật nhưng mà Nghĩa, em muốn cũng em muốn đầu tiếng đấy kiểu thế ừ. rồi uh, em nghĩ sao về các thương hiệu nội địa Việt Nam thì khi mà cái uh, những sàn thương mại điện tử uh, có cái đường bay thẳng từ đó về với cái mức giá rẻ hơn rất là nhiều thì mang tới khái niệm là lúc nãy anh có nói là local brand ngao giá thì em nghĩ sao về cái khái niệm này mặc dù anh có giải thích rất là nhiều và năm nào anh cũng có một cái chuỗi thời gian anh viết về cái vấn đề đấy và cái việc rằng là nhiều khi người ta không mua được sản phẩm đấy người ta đâm ra ghét thương hiệu đấy cái sự yêu ghét này nó chuyện của con người rồi nhưng mà có thật là chúng ta bỏ tiền ra mua một sản phẩm thời trang mà chúng ta trải nghiệm được cái chúng ta nghĩ cái đồng tiền đó, nó nó đến từ đâu? Nó đến từ đâu? Anh nghĩ đây là một cái kiến thức cực kỳ căn bản là ngay cả một bạn mà bây giờ khoảng lớp 7 lớp 8 họ cũng biết rằng là cái 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 gọi là cái giá đồ đi, giá đồ là nó đến từ nguyên vật liệu, nó đến từ công nhân sửa, hợp lý mà đúng không? Xong chi phí vận chuyển thì bây giờ các bạn sai shipper các bạn phải trả tiền. Rồi người làm ra là ai Rồi uh, quảng cáo chạy ad Facebook Không cần nói marketing for free cứ thứ Chạy ad Facebook, chạy ad TikTok Tốn tiền không? Tốt Thuê KOL, thuê uh, fashion content creator, fashion influencer Tốn tiền Thì mấy cái mấy cái người làm người kia họ phải trả giá đó Năm nào anh cũng tranh cãi Và mọi người đều biết rằng là Trung Quốc có công sở thời trang Nó xuất ra một con số khổng lồ Vậy thì em nghĩ là cái vấn đề này nó nên giải quyết như thế nào và giải quyết triệt để như thế nào? Về cái vấn đề ngáo giá thì cá nhân của em nghĩ nhá Ngáo giá ấy, Nó là một cái cụm từ để làm cho người xem cảm thấy Ôi đột nhiên có cái điều hời ừ. Chỉ thấp cũng chả có cái hình gì cả luôn đấy ừ. Kiểu rất là nhiều brand kiểu ngáo giá Kiểu brand này ngáo giá thật sự Nhưng mà thực ra là ngáo giá đâu Bây giờ toàn bộ những cái sản phẩm mà họ là họ họ bán được như thế ấy ok thậm chí là ông cắt lỗ đi nhưng mà cái từ ngáo ngáo ra đấy cá nhân em nghĩ nó chỉ là một cái từ marketing một cách rất là ăn sổ hời hợt mà em không biết được là từ đâu mà nghĩ ra đâu nhé thêm một cái điều nữa em cũng lại phải uh, đóng góp thêm nhà 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 sản phẩm này đến từ nhà này đến từ nhà khác à nghe sao mồm nghe sao mồm mỗi trường đây 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 một shop bán quần áo thôi nhưng mà đấy đến từ nhà này đến từ nhà kia kiểu mai sòn nữa ui nghe nó cứ ui, nghe nó cứ bị xa ấy ui, nghe nghe bị xa đấy nghe bị sang đấy kiểu của brand kiểu đấy giá của một cái quần kiểu phải là hạn 50 năm mươi nghìn trăm nghìn nhà đến từ nhà này sản phẩm đến đến từ nhà này ui đến kiểu... đến anh chưa đọc <laughs> cái đó đến từ đâu đến từ nhà anh. ý lại đến từ ai ai là người nói cái nội dung đấy là các content creator là là các thứ anh chỉ cần xem anh xem phim vĩ thôi mà à à à Ủa, rồi nhà kể cả bây giờ các bạn trẻ cũng thấy anh cứ chỉ cần xem bất kỳ một cái sản phẩm nào từ lô này cho đến áo này đến từ nhà này nhà nọ nghe nó có sang không kiểu mai son đấy nhà nhà lv nhà gucci đấy nghe sang kinh khủng khiếp thì đấy em không hiểu được là tại sao người ta lại nghĩ được ra những cái những cái cụm từ những cái từ như thế để mà mà làm ra mà để mà sale một cách rất là kinh khủng như thế một điều tiếp theo mẹ cũng muốn nói nhé đấy chính là cái gì phải cốt tông ba chiều bốn chiều thế bây giờ phải nít thì nó nít như thế này ông ông giãn cái chiều nào mà nó chẳng có độ giãn chưa kể nó pha thêm elastin thì ông giãn không chả được bây giờ bốn chiều ba chiều đó là cái gì không ai biết mà chỉ là những cái marketing thơm ấy kiểu nó rất là cơ bản mà mọi người sẽ nghe là ôi kinh quá áo áo này co giãn nhiều quá các thứ mà thì nó nó giống như là cái nước 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 giống như là kiểu thực phẩm đấy ví dụ như là nước mắm nước tương uh, được công nhận bởi ABCXYZ sử dụng với chất gì đó tất cả bản chất anh và em cũng chả biết chất đó là chất gì nhưng mà nghe nó ngầu đấy nghe nó sảng lắm nghe nó tăng giá trị giống như là bây giờ là anh anh có nói đó, cái sản phẩm từ khi nào nó nặng nó nặng hơn thì nó đại xịn hơn <laughs> Tiểu bây cầm đấm tay này, cầm có người. người còn cân này, một cái áo một cân thì để xịn để, để, để lên cái cân, cân điện tử nha, xong nhảy số Một ký năm Hàng xịn Đấy, kiểu Kiểu người ta hay nói văn minh tiền hóa lên Chứ không tiền hóa lùi đúng không? Có nghĩa rằng là bây giờ cái công nghệ, các bạn hay nói về công nghệ Các bạn sử dụng điện thoại di động Smartphone các bạn sử dụng những thứ nó hiện đại Các bạn sử dụng toàn là văn minh của con người Thế các bạn không nghĩ là vải nó có thể ra Những cái loại vải nó nhẹ nhàng hơn Nó nó nhẹ hơn mà trong khi độ co giãn, độ thấm hút tất cả mọi thứ nó tốt hơn Rồi chính những người đấy Cũng xe về cái show của company Mà xịt cái uh, Xịt chất liệu lên người của uh, Đúng rồi đúng rồi Chính những người đó cũng xe công nghệ đấy Nhưng mà cũng nói là bây giờ đồ nặng hơn là kiểu thế cuối cùng là xe vì người mẫu hay là xe vì công nghệ đó anh những đặt hỏi là thế thì cái cách mà người ta nhìn nhận về thời trang như thế nào cách họ hiểu về thời trang như thế nào thực sự là có hiểu hay không và khổ nỗi là có cục một tù chuyên môn bon mồm lắm ở dưới ôi vải nặng thế này chắc mặc ấm lắm mặc dày lắm nhưng mà rõ ràng bây giờ kiểu mang mấy cái vải nỉ mà kiểu hàng, hàng, nói chung là hàng chợ nó nặng cả hai kg 3 kg có mặc thì mồ hôi kiểu mồ hôi ra là nó trở thành dính 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 vào người thích vào người kiểu cảm giác khó chịu xì đó thế nên rằng là anh nghĩ rằng là từ ngáo giá nó cũng y nhẹ thế nó đánh hàn từ tao bao về rẻ thối ngáo giá nghĩa là kiểu ôi tôi được điêu hơi à ôi đột nhiên kiểu brand này đột nhiên lại bán rẻ hơn bình thường à? thế là mọi người chăm vào những mua quay trở lại câu chuyện đó nó nằm ở đâu vậy thì người tiêu dùng không thể cấm trừ khi là có những cái biện pháp của của kinh tế của kinh tế các thứ nhưng bây giờ là có một cái là người tiêu dùng nên là người tiêu dùng thông minh đúng rồi người tiêu dùng biết chọn lọc và người tiêu dùng biết rằng với khoản tiền đấy tôi có những cái option nào những cái lựa chọn nào tốt nhất chứ không phải người tiêu dùng bỏ hai ba trăm ngàn đòi chất liệu áo giống bài của Dior Gucci đúng rồi hoặc là chỉ ít là champion đúng rồi <laughs> <Chính xác. cười> nhiều lúc có bị buồn cười bởi những cái thứ đấy có các, các bạn lên các bạn lên TikTok, các bạn tạo ảnh vào Các bạn nói kiểu giống như là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng Và cực kỳ giống như là nó sẽ kiểu Nó mang anh một cái feeling là nó sẽ là một, một cái good talk Một cái của nói chuyện tốt nhưng mà không Các bạn đòi hỏi quá nhiều thứ với một cái số tiền các bạn bỏ ra không xứng đáng Đúng rồi Thế nên là 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 quay trở lại là nhiều khi các bạn muốn nói về thời trang Các bạn nên nghĩ rằng cái vấn đề mình xem có đủ đa chiều hay không nó cũng là một đó đây là nhà sáng tạo nội dung thời trang đấy sáng tạo một cái nội dung về thời trang và nhiều khi cái góc nhìn của anh nó cũng thiệt cận nữa và anh cũng phải xem xét rằng là mình có nhìn dục đủ hay không thì dựa vào những người phản hồi người khác để xem cái phản hồi như thế nào thì uh, trong cái series mà series mà phân rã phân series đó gọi là cái đấy là talk show thôi talk show hả talk show thì em nhận ra điều tiêu cực và điều tích cực mà em em cảm thấy là gì uh, cái điều nói về điều uh, tích cực trước đi đây chính là perform tốt bởi vì, vì là đó đúng cái nhu cầu của mọi người Chính xác ra là cái talk show mình làm là cũng được lấy cảm hứng từ anh Chí Từ phiếm thời trang của anh Chí Cho nên là mình cũng phải quyết định là phải làm talk show bằng được Có một cuộc nói chuyện dài hơi vui vẻ Hơi roasting một tí Đấy là cái điểm tích cực Đấy chính là mọi người đón nhận rất là tốt Chưa cần biết là đón nhận như nào Nhưng mà đã là có một sự gọi là thúc đẩy hơn về cái sự đón nhận Về những cái con số đấy là view rồi comment các thứ Là mọi người đón nhận rất là nhiều cái điểm tích cực thứ hai mà em mong muốn thôi em nghĩ là nó vẫn đạt được đấy chính là mọi người đã có một cái nhìn tốt hơn về thời trang mọi người có một cái nhìn gọi là tuy là mình có chê mình có gọi là hơi rốt người ta hơi hơi gọi là hơi làm tí người ta tự ái đấy nhưng mà em vẫn có một vài những bạn phản hồi lại là người là nạn nhân đấy người ta vẫn phản hồi lại rất là tích cực và người ta cố gắng người ta phát triển hơn thì đấy là một cái điểm rất là tích cực và được. rất là, đúng rồi là sự cởi mở đấy thì là hai cái điều mà em cảm thấy là tích cực nhất. Còn về tiêu cực thì lại cũng khá là nhiều. Bởi vì ở Việt Nam mình em nghĩ là cái cái sự tiêu chuẩn kép nó rất là cao. Cho nên là khi mà mình nói ra một cái vấn đề nào đấy nó hơi mang tính controversy thì người ta sẽ bắt đầu áp những cái tiêu chuẩn mà họ nghĩ ra vào cái vấn đề đó. Điển hình nhất là cái video nói về những cái ông anh phối đồ rất là đẹp ở trên thế giới đấy có cả người da đen có cả người da vàng các thứ đấy thì đột nhiên từ đâu ra bị ép em vào là đấy racism là body shaming chỉ vì đơn giản là em chỉ nói ra những cái đặc điểm của họ mà thôi đấy là cái sự tiêu cực cái sự tiêu cực thứ hai đấy chính là đối với những bạn chưa cởi mở lắm hay là đối với những bạn là fan của những người mà là nạn nhân thế thì người ta cũng không hề đón nhận mà người ta lại phản hồi lại và người ta phản bác lại một cách rất là cá nhân em nghĩ nó là thiếu văn minh và thiếu kiến thức khi mà mình chê hay là mình nói đùa mình roasting một tí nhưng mà mình đem lại kiến thức nó khác so với cái việc là mình chỉ chửi độc đúng không đấy nhưng mà cái lượng mà hết ấy em nhận lại tất nhiên là nó vẫn cạp đấy là cái điều tiêu cực không sao cả em ạ. tại vì bây giờ người ghét cái, mình cứ nghĩ một cách tích cực là làm sao để người ghét mình trở nên yêu thích mình thì giống như là anh có nhiều người kiểu là nói rằng là ở uh, lần đầu tiên ghét ông này lắm, cách cái cách ông nói chuyện này khinh khỉnh khinh khỉnh thượng đẳng thượng đạt các thứ. Nhưng mà kiểu ngẫm nghĩ, nghe rồi ngẫm nghĩ, rồi bắt đầu lúc nào kiểu ờ à, thằng này nó cũng đúng. Rồi bắt đầu xem ghét ghét mà nó ra phía người trang tiếp kìa, coi nó biết cái, nó nói cái gì tiếp. Xong bắt đầu hồi dần dần. Mình anh nghĩ chỉ có mình chân thành. Mình biết là mình đang làm cái gì mình tiếp tục làm về nó mà mình không làm sai thì kiểu gì người ta sẽ công nhận mình hơn và từ một hater mà trở thành một lover thì nó nó sẽ rất là trung thành từ ghét mà yêu thì nó ok lắm còn yêu mà ghét thì nó hơi đáng sợ nó hơi đáng sợ đúng rồi em cũng công nhận là từ chân thành đấy mình làm mà mình cứ nói chung là có gì mình mình nói cái đấy một cái sự chân thành nhất có thể để mà chia sẻ bộc bạch ra thì em nghĩ là mọi người cũng sẽ đón nhận kể cả là lúc đầu người ta có bảo ơi máy động mà ai đồ tao nhưng mà có thể là hai ba cái số sau người em nói về những cái thứ mà kiểu người ta có thể đồng cảm được hơn người ta có thể đồng ý được hơn thì có thể là người ta sẽ gọi là có những cái nhìn khác đúng ạ nên là em thấy là cái series talk show này cũng là một cái series mà tuy là nó dài nhưng mà em nghĩ là nó đem lại nhiều ý nghĩa và nhiều cái cái giá trị hơn là những cái content nó có nhiều cái giá trị hơn là những cái content nó rất là nhanh Content nhanh thì nó sẽ là mang ý, ý nghĩa giải trí vui thôi Nhưng mà là talk show như anh em mình đang làm ở đây thì Thực sự là những bạn nào mà đến bây giờ vẫn đang còn ngồi xem talk show thì Thực sự là cảm ơn các bạn rất là nhiều Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đối với anh Trí và đối với Kiên Phạm Thì uh, đó cũng là anh nghĩ anh em mình cũng nói chuyện khá là nhiều rồi thì Đó là toàn bộ thực ra để mà nói đến sáng mai anh cũng nói được đúng nữa. rồi chính xác chuyện nhiều và chuyện nhiều lắm nhưng mà mình, mọi người cũng có một cái góc nhìn nó đa chiều hơn về cái gọi là ngành về sáng tạo nội dung tại thời trang cũng như là ảnh hưởng thời trang tại Việt Nam cái thực trạng hiện tại và chúng ta có một cái góc nhìn tổng thể từ thương hiệu tới những người kể chuyện những người ảnh hưởng và tới cả bản thân chúng ta là người đọc là người xem mà thị trường tiêu dùng nữa đó thì uh, như kiên nói các ờ, bạn các bạn coi giờ này là các bạn kiên trì mà mình đảm bảo là cũng nhiều bạn ngủ lắm rồi đấy. Đến ngày mai là bật lại rồi nhưng mà cũng cảm ơn và cảm ơn uh, mọi người đã luôn uh, đã coi đến tận thời điểm này. Uh, tất nhiên để mà có một cái uh, chương trình phím thời trang này cho các bạn coi thì mình có được sự giúp đỡ và đồng hành của hai thương hiệu đó là Tamo và Frago. Thì Tamo là một thương hiệu về giày da được thành lập vào năm 2018. Uh, mình là một người khá khó tính khi hợp tác với các thương hiệu thì mình sẽ trải nghiệm các sản phẩm đó trước khi mà mình có thể nói với các bạn thì cái đôi đôi mình đôi giày mình đang đi cũng là đến từ thương hiệu và với cái đặc trưng là cái phần uh, so với nhiều anh em khó tính khác thì có thể họ thích phần uh, phần phần đế này bằng gỗ hoặc là bằng da các thứ nhưng với bản thân mình thì cao su nó phù hợp với lại cái lối sống nhanh của mình đi làm nhiều di chuyển nhiều và cũng nhẹ nhàng cũng nhẹ nhàng còn phần da thì nhiều cũng có nhiều cái gọi là vẫn chưa vừa ý nhưng về bản chất là cũng ok thì uh, tamo đã đồng hành và cái uh, giống như anh nói cái câu chuyện thương hiệu lúc nãy ấy, thì anh ngô anh là founder của tamo có nói rằng là chí cứ làm những gì chí muốn chí cứ nói gì chí muốn nói và chí thể hiện những cái gì chí thể muốn thể hiện về thương hiệu thì thương hiệu đúng là ở trong tại thị trường việt nam có nhiều thương hiệu sản xuất về giấy nhưng mà về bản thân mình bản thân anh đi thì thấy Tammo cũng là một thương hiệu mình không bắt các bạn phải mua hay tới cửa hàng trải nghiệm cũng như là xem phạm sản phẩm này có phù hợp hay không thì Tammo uh, luôn mình cảm thấy rằng là đường kim mũi chỉ hoặc là những cái thứ nó các bạn có thể tìm hiểu trên website của Tammo thì nó là một cái ý, sự kỳ công và kỹ tính của anh chụp founder khách hàng của Tammo đây khách Hoàng của Tammo đây cũng đã có ít nhất là phải ba sản phẩm và em thấy là chất lượng sản phẩm của tavo thì nó đạt được đến cái standard mà cá nhân của em nghĩ là có thể global để mà cho nhiều những khách hàng khó tính khác ở nước ngoài có thể trải nghiệm được mà với mức giá cũng ok cùng với mức giá khá là ok khá là ok Đó. thế nên uh, coi như là thay mặt ở bên thương hiệu thì anh tri ân khách hàng cũ là tri <laughs> ân khách hàng cũ thì đây thì đây là cảm ơn uh cảm ơn uh, kiên đã tham dự chương trình thì đây là một đôi uh, hannet Wood, một đôi hannet của tamor dành cho thương hiệu và bên cạnh đó thì cũng như chia sẻ của kiên đó là uh, đây là lần đầu tiên kiên về việt nam uh, cũng như thực hiện talk show với một người như là anh đi thì uh, cũng em kể cả anh kể cả em nữa đều có một cái uh, cần có một lời cảm ơn với những người coi cái cái talk show này cũng như là kể cả em nữa thì uh, thương hiệu cũng uh, tặng em hai sản phẩm khác là hai đôi Đề bi Ủa? hai đôi Hòa đề bi để em, đề 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 em, đề em có thể là chiên lượng người xem của em đúng rồi chiên lượng người xem của em ở đây là một đôi chanh kỳ một đôi chân kỳ để cũng là để đai nai để cao su thì uh, đây là uh, lúc mà hỏi sai thì anh cũng kêu em cũng biết thực tế là như thế xong anh Founder anh ngoan anh có cho rằng là cho sai phổ thông nhất để em có thể chọn bạn nào đồng hành cùng mình trước giờ để có thể tặng bạn ấy để bạn ấy trải nghiệm quan trọng là trải nghiệm đó. quan trọng bạn ấy trải nghiệm về sản phẩm local brand để cho các khái niệm về local brand ngao ra nó bớt đi nó bớt đi quà các bạn nhé quà các bạn không phải quà mình đâu quà các bạn này có quà đấy nhớ xem tóc sâu mà đến bây giờ là mới được hiện quà này nếu mà anh ngủ trước là hơi buồn đấy thế còn một đôi nữa là đôi gì anh một đôi nữa là một đôi hình như là một đôi Derby bi thì phải đẹp bi bình thường Vẫn à, là trăng kỳ nhưng mà khác cái nếu một cái mũi vuông và một cái một mũi, cái mũi vuông phải... và một cái mũi tròn Để. đây nha nếu mà các bạn có yêu cầu về đây trăng kỳ đơ bì. đây có quà cho các bạn ở đây Em cũng được hỏi rất là nhiều trên Ask này Kể cả trên comment ở Youtube là Anh ơi ở Việt Nam mình mua Chunky Derby ở đâu Thì thực ra là em ở Nhật cho nên là cũng chưa có nhiều sự trải nghiệm Về những hãng làm giày ở Việt Nam làm về Chunky Derby như là Bởi vì là Chunky Derby nó cũng khá là một kiểu dáng kiểu trend mới đây thôi Chứ nó không quá là cổ điển như là những đôi trang uh, Chunky truyền à, Những đôi Derby truyền thống Cho nên là may quá Hiện tại bây giờ thì đã có Thamor Th đây là sản phẩm, là quà của Tamor, của anh Trí và của mình Để gửi tặng các bạn Gửi tặng những viewer, gửi tặng những bạn mà đã support hai anh em mình trong thời gian qua Có giày rồi thì phải có đồ Thì đồng hành lần này là thương hiệu Fraggle Thì Fraggle là một thương hiệu mà anh cảm thấy ok về chất liệu Vì anh Vì người sáng lập là Founder Thì là người anh biết Và luôn luôn mang Mong muốn mang tới những cái chất liệu mặc dù thiết kế là những thiết kế rất là dễ mặc nhưng mà chất liệu nó ổn và anh ấy luôn đau đáu là tại mi ơi tại sao anh luôn mang những cái sản phẩm nó cố gắng là chất liệu tốt nhất trong khoảng tầm giá đấy mà sao nhiều người chưa công nhận và nhiều người chưa kia thì anh cũng nói câu hỏi là anh cũng nói câu nói là quan trọng là anh muốn gì thì anh ấy vẫn luôn giữ vững cái tinh thần rằng là tôi bán những cái đồ chất lượng tốt Mặc dù là anh không tạo ra những thiết kế Phải nói công thực tế là nó không ổ vào Nhưng mà tính ứng dụng nó cao Và anh đã trải nghiệm rồi, anh sử dụng rồi thì Nó mang cái chất lượng tốt và cái mức giá có thể cao hơn so với bằng chung Nhưng mà nó được dựa trên cái giá thành của chất liệu Thì đó là Fraggle Thì trong phần quà của Fraggle hôm nay thì có một cái áo mà được gọi là chuyên nhân của thời gian gần đây đó là Bomber Varsity Varsity Jacket Varsity Jacket có thể giúp cho em với độ dày của này thì anh cũng sử dụng rồi thì nó phù hợp với show lên cho mọi người xem chiếc áo Varsity Jacket tên thương hiệu là Fragile, dễ vỡ dễ vỡ, mong manh, nhưng mà cái áo này thì không dễ vỡ lắm đâu mong manh, mong manh, dễ vỡ Cũng có vẻ là không mong manh lắm đâu các bạn ạ cũng gọi là là nặng thì đó là cái mà Fragile tặng em phần song song thì cũng như là một phần quà để em tri ân người xem của mình cũng như là tăng trải nghiệm cho các bạn để cái mục đích anh anh làm ở đây đó là muốn cho các bạn thấy được cái sự trải nghiệm rất là nhiều và lý giải vì sao mà cái giá thành của những thương hiệu local brand nó cao như thế không phải là họ ngao giá mà tại vì họ mong muốn mang cái sản phẩm của nó ok chất liệu nó tốt thì đây là một chiếc cáo Prop check kit thì phải À bây giờ lại còn có cả Ngáo giá là ngáo giá cao nữa cơ Em chỉ có nghe đấy là ngáo giá là kiểu Một cái quần mười 15 nghìn vậy đấy ngáo giá thì... là Ngáo thì... giá là thì... ngáo giá thì... cao thì... Đấy. Đây là một chiếc uh... Cái này là Woo nhỉ Woo Sharp collar Cái dáng này nó có crop không anh ừ, Theo em thì nó cũng không phải là quá dài Chắc là nó sẽ dừng ở tầm Thắt lưng mình nhỉ Đúng rồi đúng rồi đây, chiếc áo tiếp theo. Chiếc áo này sẽ tiếp tục về tay của các bạn. Thôi, quan trọng là em chọn cái nào trước. Đúng rồi, đúng Tôi rồi. các bạn sau. <laughs> Cá nhân của em thì cái đợt này em về là em muốn đem lại cái gì nhiều nhất cho các bạn. Bản thân em thì là ở Việt Nam thì em cũng hiểu được là các bạn rất là hỏi em nhiều là mua cái này ở đâu, mua kia ở đâu thế. Những cái sản phẩm mà em mua bên Nhật Bản thì rất là khó mua và giá thành khá là cao thì khi mà cái đợt em vừa về ấy thì em có một cái đợt pass đợt đồ cho nhỏ, nhỏ thôi nhưng mà cái giá thành khi em pass thì em luôn luôn để chỉ để tầm khoảng 1 phần năm so với giá trị gốc để em cố gắng là nếu mà mình give away thì cũng được nhưng mà em muốn là các bạn phải đưa ra một cái đồng tiền để mà các bạn biết trân trọng nó hơn đúng phải có trách nhiệm đúng rồi phải có trách nhiệm hơn với cái đồng tiền mình bỏ ra đúng rồi chính xác nên là nếu mà mình give away thì các bạn có thể vui các bạn nhận nhưng mà các bạn có thể là nhiều bạn không thích thì các bạn lại đem bán cho người khác nhưng mà khi mình đã đưa một cái giá tiền nào đấy rồi ấy Thì người ta mua thì các bạn ấy cũng đã có một cái tâm thế nhất định là các bạn phải bỏ tiền ra rồi Phải bỏ tiền ra, phải tìm hiểu Đúng rồi Phải xem nó có phù hợp thì đồng tiền của nhau con đúng, sót đúng, đúng, đúng rồi đấy cũng Cho tiền. nên là đấy mới là cái lý do Nhưng mà rất là may là lần này làm talk show với anh Chí Minh Lê là có Thamor và Fargo đồng hành Cho nên là những cái chiếc áo này cá nhân em thấy là khá là đầm nhá với lại là Zipper YKK luôn Wow Có nghĩa là cũng không hề cắt corner không hề là Gọi là đánh giảm ở một cái chi tiết nào đấy mà chúng ta khó nhìn ra đâu Thấy yeah. chưa Nhưng chiếc áo này Sẽ là của một cho số các bạn Rồi còn món đồ tiếp theo là cái gì anh Nó là một cái Knitwear Một chiếc Knitwear Có giá 1 triệu Đấy nhá à, hai triệu này à đấy bốn chiều cũng có dán bốn chiều nha đấy chất lượng đa chiều luôn. chất lượng đa, đa chiều luôn này. đấy không phải là chụp của xy nữa nhá chụp xyz luôn nha đấy Ôi, mặc cái bông nhờ nhờ. mặc 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 cái nít quay này vào lại lại bị bảo sọc boy dở ấy sọc boy sọc boy. boy mềm mại quá, mềm mại quá. wow thực sự là em rất là bất ngờ bởi vì cá nhân em khi mà em đến với anh chí là bản thân của em là em sẽ cống hiến bởi vì chắc chắn rồi mình phải biết anh chí là ai chứ chắc chắn rồi mình phải biết được anh chí đang làm cái gì chứ mà mình đến đây là để mình cống hiến chứ mình không phải đến đây để mình mình đạt được một cái gì đấy hay là để mình ghen thêm một cái gì đấy nếu mà có thể là khi mình đang còn bé hay là các thứ thì mọi người dị nghị là kiểu đây ông này bắt đầu sân si bắt đầu mượn người cao hơn nhưng mà cá nhân của mình thì cho đến hiện tại bây giờ thì cái mà mình muốn làm thì chính là mình muốn công hiến và cái talk show này là cái talk show mà mình muốn cống hiến cho các bạn cống hiến kể về tư tưởng tư tưởng rất là quan trọng và cả những cái món đồ để các bạn có thể trải nghiệm để có thể là có được những cái sự trải nghiệm là thực tế nhất về những cái món hàng những cái món đồ local brand xem là cái giá trị của nó và cái chất lượng của nó như thế nào để trải nghiệm nhiều hơn Đúng rồi, để mà trải nghiệm nhiều hơn đấy trải nghiệm nhiều hơn còn việc mà anh tự làm tự làm giveaway tự ra cái gì đó thì anh nghĩ là dễ dàng so với bản thân anh nhưng mà kiểu mà các bạn các bạn coi đây như là một một cái thử thách của các bạn rồi nên đó là cái phần quà mà với cả anh nghĩ là là, là nó cũng giúp em chuyên cái người xem ở Việt Nam do cũng lâu lâu không có thể nào mà kết nối được còn đây là một cái uh, hoodie. chiếc áo hoodie. đi anh nặng bao nhiêu ký anh biết GSM là bao nhiêu anh không biết nhưng mà anh thấy nó cũng ok anh anh thích bây giờ anh thích mấy cái màu sắc nó nó, nó trung tính á neutral neutral ấy ạ thực ra là em cá nhân em thấy chứ kiểu cứ mùa đông ấy bắt đầu mùa lạnh ấy là bắt đầu những cái màu neutral bắt đầu nó lại về đến lúc mùa xuân gọi là hoa nở gọi là muôn chim bay hoa lá các thứ thì lại bắt đầu nhiều các thứ hơn mà đúng là thời gian bây giờ mà kể cả Sài Gòn thì buổi tối cũng khá là cũng xe xe rồi còn ở Hà Nội thì cũng là bắt đầu lạnh rồi đấy cho nên là đây là toàn bộ đây là những cái ai cực kỳ hợp lý với thời điểm bây giờ luôn rất là hợp lý quá trời tết nhá quá trời tết đấy. cho các bạn quá trời ừ. tết nhá hơi bị hay đấy thì uh, xin lỗi các bạn vì những cái này nhưng mà anh em mình uh, tại vì uh, anh quay phim kêu là hết thẻ rồi cho nên uh, anh lần nữa là cảm ơn kim phạm vì đã dành thời gian tham dự postcard lần này cũng như là những cái chia sẻ mà anh em mình có thể cảm thấy vui vẻ cũng như là cho các bạn những cái tinh thần nó tốt nhất uh, anh chúc kiên mạnh khỏe ở bên Nhật Bản cũng như là những cái dự án của em ngày càng trở nên thành công và được nhiều người biết hơn, công nhận hơn. Và ở với các bạn thì mình mong rằng cái tập podcast này là đã mang cho các bạn một lần nữa một cái khái niệm về những người sáng tạo nội dung thời trang, những người ảnh hưởng thời trang để chúng ta có biết được rằng là những ai sẽ đang và đã làm nội dung thời trang chúng ta sẽ cống hiến cho các cộng đồng thời trang Việt Nam này cách phát triển tốt hơn. Mình là Chí Minh Lê và đây là che fa